xíu, nhỏ lại xíu. Vô mọi người ơi. Áo đen nó nổi, đổi ra ngoài khác. Chỗ quên kẹp cái kẹp cho cái máy mình nó lên trên nè. Hôm nay mình kẹp vô luôn à. Chào mọi người nha, ai đang xem chấm cho em chấm. Còn mọi người đầu like chia sẻ hôm nay chia sẻ bán cái gì giá rẻ ta. Chào mọi người nha, đừng quên chia sẻ đầu like giúp cho em đi ha. Đầu like chia sẻ đi, ai chia sẻ em bán cái túi này với giá nhiêu ta. Chị 50k hả chị nha. Rồi mọi người chia sẻ nha. Chia sẻ hôm nay cái túi này em bán với giá 50k cho ai chia sẻ nhiều nhất nha. 50k cho ai chia sẻ nhiều nhất nha. Túi này giống như thổ cẩm vậy đó mọi người, rất là nhiều ngăn nha ha. Nhiều ngăn lắm luôn. Đựng thẻ, đựng đây, tiền thì đựng bao la. Đi kéo 3-4 ngăn trong đây ha. Rồi, chào mọi người, chào Xuyến Phạm nha. Chào chị Vĩnh ha. Rồi. Ai chia sẻ nhiều nhất trong live ngày hôm nay em sẽ bán cái túi này với giá 50k nha mọi người. Cái túi này ở ngoài đang bán 101 á. Túi này ở ngoài đang bán 101 không ạ. 101.2 nè. Chào bạn Lợi, đầm phía sau á. Trời ơi, đầm phía sau mặt dễ thương lắm nha. Đầm phía sau ở trên là thun co giãn dễ thương á. Mặt cái đầm này có khoảng 50-55kg trở xuống là mặt đẹp nha. 55kg trở xuống mặt đẹp. Hôm nay em sale đồng giá chân với jean nè, chân với jean 65k. Nhớ chia sẻ nha mọi người. Quỳnh Như hả? Thấy em nha Quỳnh Như, nhớ chia sẻ để em bán cái này, cái túi này với giá 50k nha. Lên 50 người đi em bán luôn cho nhanh ha. Lên 50 người em bán luôn chân với jean hôm nay. Còn lẻ size thôi, chứ còn không có đủ size nên em mới sale chân với jean giá 65k luôn nha. Chân với jean là giá 65k luôn. Chào mấy chế mới vô, chào mấy chế mới vô. Chia sẻ giùm cho em, đặng em bán cái túi này giá 50k cho người chia sẻ nhiều nhất. Ở ngoài đang bán 101, 102 gì đó, tùy ha. Không có cho, cái bóp này đang bán với giá 101, 102. Ai chia sẻ nhiều nhất là bán với giá 50k nha. 50k là đã lỗ rồi, giá nhập không có. Cái túi này không có giá 50k đâu nha mấy chị. Đây, cho coi ở phía trong đây ha. Đây là bọc đựng của nó luôn ha. Bọc đựng của nó đây. Mọi người chia sẻ đây qua qua tới hôm sau kiểm tra ai chia sẻ nhiều nhất. Đầm nào bạn Lợi Dương ơi, đầm này đang sale luôn á, đầm này sale lỗ luôn 160k. Đầm này 160k sale bảo đảm luôn, sale lỗ cho mọi người luôn. Giải này, hàng này là hàng loại 1 nha ha. Rồi, bây giờ đầu like em bán cái gì dễ rẻ cho mọi người đây. Mấy cục hàng bơm đâu rồi ta? Không biết cái này là cái gì đây, một cục hàng bơm á nè. Bây giờ đầu like em bán cục hàng bơm giá rẻ. Chị có cái kéo không, tôi mượn cắt cái cục quên cắt. Không biết cái gì trong đây nha, không biết cái gì trong đây. Bây giờ sale ra đặng bán cho mấy chế luôn nè ha. Chắc là sét quá à. Cái cục này chắc là sét quá à. Ai thích sét thì chia sẻ đi, đầu like em bán giá rẻ cho mọi người. Người nào chia sẻ em mới bán nha. Tại vì sét em bán mấy cái này là bán lỗ rồi. Hàng bơm không á mấy chế ơi. Đây. Ôi áo len. Đây là áo len nha, bắt đầu chia sẻ lên đi nha. Võ Thanh Thúy coi cao khóc hiệu tai màu đen chút xíu chị. Ừ chút xíu lên nha Thanh Thúy. Bây giờ đầu like bán mấy cái áo, bán mấy cái áo bị bơm nha ha. Cục hàng bơm. Đầu like em bán mấy cái hàng bơm nha. Còn cái này em bán giá sale luôn hàng bơm nha. Lợi Dương ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ nha Lợi Dương. Lợi Dương lấy cái đầm này 160k là giá lỗ rồi ha. Chào Trương Yến nha, chào Trương Yến. Trời ơi, 19k chắc chết. Cáo màu nâu nha mọi người. Xeo cho mọi người cáo này luôn. Bao nhiêu đây? Nào, 45k đi, 45k cái áo len này. Cái áo len này là không to nha. Áo len này có khoảng 58kg bạn cũng được luôn nha ha. Nhận đồ rồi đẹp lắm hả? Cảm ơn nha Vô Phương, cảm ơn nha em.
Đây đầu lai em bán hàng giá rẻ cho mọi người. Cái áo này 45k luôn nè, áo này là hàng bơm nha. Hôm bữa em bán 79k nha. Ngoài sau của nó có cái thắt này dễ thương lắm nha. Sau lưng, cái này là sau lưng. Ai lấy cái này comment giùm em là 45 đi. Lâu 45 nha. Đồ niêu, trời ơi, Trần Quyền Trang ơi, tôi bán đồ niêu. Tôi không có bán đồ xài cảnh em đâu. Đồ niêu nhưng mà sale sập sàn chứ không phải là đồ xếp cành hen đâu nha. Chân váy tất cả các thứ đều là hàng chưa có cắt khuy gì hết nha. Trời ơi, đâu có bán đồ xếp cành hen đâu. Ai lấy cáo lê thì comment giùm em là con biết tâm nó cười gì. Nâu 45 mèo. Rồi mèo Salem áo nâu 45 chốt cho mèo Salem nha. Mèo Salem áo đồ của em hôm nay đây giờ chắc gần tới rồi đó. Đây cái áo này, áo sao đây, áo sao ngôi sao nha, 45k luôn nha, 45k hàng bơm luôn nha. Chút xíu nha Trần Hạnh Ngọc ơi, mình like cái này chút xíu lên view đó mình like hết áo khoác. Hôm nay là bán hết áo khoác luôn chứ không có treo nữa. Cảm ơn nhiều mẹ Salem. Ai lấy cái áo sao comment giùm em là sao 45k. Đầm sau lưng là sale 160k nha với anh Ngọc, 160k thời với mấy chị luôn, thời với mấy chị là lỗ cái đầm này luôn ha. Cái đầm này giải của nó, hàng này là hàng loại một, không phải hàng nhái mà giải cứng nhắc luôn nha mấy chị. Em bán mấy cái này có mấy chục ngàn mà em bán cái này trăm mấy là chưa biết giải có nó làm sao rồi ha. Rồi ai lấy cái này sao 45 comment giùm em là sao 45. Hàng của em tất cả là hàng mới nha. Rồi mèo Salem một cái áo sao nữa nè mọi người ơi, chốt cái mèo Salem nha. Mèo muôn hết rồi. Chào Hằng Nhi nha, mọi người chia sẻ đi để em bán, em vừa bán vừa tặng cho. Đây cái áo này em tặng luôn nè, chia sẻ 10 nhóm nha, chia sẻ vô 10 nhóm em tặng cái áo này luôn ha. Với điều kiện là ai mua ai lấy áo tặng á. Áo chị còn, áo chị chưa bán, áo chị chuẩn bị bán. Áo này là len đẹp nha mấy chế, cái này là hàng theo nha. Cái này len đẹp hàng theo nha ha, chứ không phải là dán vô đâu nha ha. Lên đầm hả? Lên liền em, lên liền. Ủa bữa nay không có đầm. Bữa đầm len hả? Bữa nay có chân váy ha, chân váy riêng chị đang mặc nè ha. Rồi ai thích cái áo này em comment tặng đi, em tặng cái áo này, tặng là phải mua hàng rồi mới cho em đi đơn kèm luôn nha mọi người. Thấy số điện thoại của Lợi Dương, chị ơi ghi giùm em Lợi Dương cái đầm tính bưng 16. Lợi Dương cho thêm địa chỉ nha. Chân váy jean có quần không? Chân váy jean không có quần nha bạn ơi, giày Thanh ơi. Túi xách có bán luôn, túi xách có bán luôn nha mọi người. Áo len vàng rồi đâu ta? Đâu có thấy áo len vàng rồi đâu. Chút xíu nữa mà lại áo len nha. Rồi cái này tặng, ai thích thì comment giùm em là tặng free nha. Tặng nha. Rồi bạn Vô Phương nè, thấy bạn Vô Phương nè ha, thấy bạn Vô Phương comment tặng nè. Tặng nhưng mà phải mua cái gì đang đi kèm nha Vô Phương ơi, chứ không là không có. Lợi Dương cho sim, cho sim địa chỉ đi Lợi Dương ơi. Em ghi cái này cho ghi Vô Phương đi. Nhưng cái này là tặng nè. Như chị kiểm tra like Vô Phương ơi, phải chia sẻ nha, tí nữa không nhân viên kiểm tra like nha ha. Rồi còn cái này là cái gì đây nè, em sale cái này luôn ha. Cái này là một cái chân váy nha, cái chân váy nè sale cho mọi người luôn, sale cho mọi người 55k nha, ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha, 55k ha. Ai lấy cái này comment giùm em là chân váy 55k. Chân váy này là cái lớp trong rất là đẹp, lớp trong là lụa satin nha mọi người, 55k. Đây là hàng bị bơm đây ha, hàng bị bơm. Hàng bị bơm. Túi sau lưng bao nhiêu hả? Túi sau lưng bao nhiêu? Bây giờ chưa có suy nghĩ ra cái giá bán xuất hàng cái túi sau lưng bao nhiêu đây. Chút xíu đi, chút xíu mình like lô túi. Thôi mày, mọi người theo dõi Facebook của em đi, chừng nào em like lô túi em bảo đảm cho mấy chị giá sập sàn luôn nha ha. Ai chà. Rồi ai lấy cái chân váy này comment giùm em là chân váy nha. Chân váy 55k nha ha. Trời ơi không có dành bán đâu. Tâm ơi có dành bán. Chị bán có vài cái thôi. Trời chị trong cái chỗ sỉ của chị thấy mấy cái túi đẹp quá hả. Chân váy jean chữ A rất là nhiều luôn nha. 34kg có rất là nhiều luôn nha. Rất lơi. Chân váy jean chữ A hôm nay toàn là chữ A thôi. Có ba áo khoác gió luôn nha ha. Rồi ai lấy cái chân váy này 55k comment giùm em là chân váy 55 nha. Chân váy 55. Rồi bây giờ em lên chị liền cho em chân váy jean đi. Chị ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha ha. Len kiểu hả? Rồi len kiểu hôm nay em bán len cao cấp là mọi người. Hôm bữa trước bán len 45.000 rồi. Bây giờ em bán len cao cấp. Hôm nay bán len cao cấp với dài cái chân váy jean nha ha. Chân váy jean đa phần là size S thôi. Đa phần là size S thôi mọi người, nhanh tay nha. Coi cái này là size gì. 65k chân váy jean cho em cái ghim 65k nha. 35 là 70 ha.
Chân váy này là size S nè ha. Eo của ai 70 thì hốt giùm em nha nha. Chân váy này là size S nha, size S đây. Chân váy thêu nha. Thêu. Mặc vô rất là đẹp, tại cái phần này là ôm nha. Một tí nữa em lên chân váy chữ A, còn cái này là ôm hơi hơi nhẹ, nhẹ chữ A thôi nha ha. Quần jean baggy, quần jean baggy không có nha Trần Huyền Trang ơi, chân váy jean 85k. Rồi, ai lấy cái này comment giùm em là S1 nha, S1, mã S1 nha. Size S, mã số 1 nha, ghi giùm em là S1 kèm số điện thoại nha. S1 kèm số điện thoại. Còn size S thôi mọi người ơi. Cái eo của nó là khoảng 70 cho tới eo của nó 70 cho tới 70 74 là vừa đó. 70 74 là vừa nha. Không có quần bên trong, có quần bên trong mặc độn á. Cái loại này là cái loại nó ôm nè, nên mặc nó không có bị độn nha ha. Eo tới 80-90 từ từ chị lên tới size đó nha. Tại vì từ từ chị lên tới size, còn lẻ size thôi ha. Eo này là chỉ có 70-74 nè, 74-78 thôi. Lộn 74-76 thôi. Rồi ai eo nhỏ thì lấy giùm em cái này nha. 1S nha, size này là size S nha, 1S nha, 65k. Chỉ còn vài cái nữa mới sale giá 65 thôi nha mấy chị. Chứ không có gì, chân váy jean mới không có giá này đâu ha. Tại đó là chân váy thêu nha. Mã này là mã số 2 nè. Để em coi size gì nè ha. Cũng size S luôn nha mọi người. Cũng size S luôn nha. Size S luôn, ai S thì lụm nha. Hiếm nó mới có nha. 52kg trở lại mặc size gì vậy? 52kg là size M rồi. Áo len sale hả? Hôm nay bán áo len. Hôm nay bán áo len cao cấp nha mấy chế. Áo len chị mặc có bán nha. Áo len đồng giá, áo len đồng giá. Áo này chỗ khác đang bán 180.000, em bán 120k trong cái line này thôi nha. 120k trong cái line này. Tại vì áo len này mọi khi em bán 45-55k thì mọi người biết là cái chất len ha. Còn này là thêu, nó khác nhau, nó khác nhau nên em mới bán giá này nha mọi người, chứ không phải 120k là mắc đâu. Chỗ khác đang bán với giá 180.000 luôn. Tết năm trước em mua cái loại chất len giống gì này, mua trong shop là 220k ha. Rồi cái mã số 2, mã này là mã số 2 size S nha. Ai lấy comment giùm em mã số 2 size S nha. Không có chân váy dài đâu mấy bạn ơi, còn lẻ size thôi. Cái này dễ thương quá nè, cái này eo to nè, cái này là chân váy chữ A xòe luôn nè. 37 là nhiêu chị Ngọc? 36 là 72 hả? Ừ. Eo này nhỏ nha, eo này cứ khoảng 72-73 thôi nha. 72-73 thôi nha. Chân váy xin thêu có size S. Trời ơi, size S nãy giờ rất là nhiều nha Relay. Đây, đây là mã số 3 nha. Ai lấy thì comment giùm em mã 3 nha. Còn là size S thôi. Bây giờ tới size gì đây? À, bây giờ tới size lớn hơn nè. Còn lẻ size đây, đây mới bán giá này nha mọi người. 65k đồng giá nha. Tí nữa em lên áo len. 38 là như chị Ngọc. 72 nữa hả? Ừ. 76. Đây, đây là chân váy eo 76, nó là size M nha. Phương Thảo ơi, cho chị liền số điện thoại với địa chỉ nha. Áo em đang mặc một lát em like đồng giá 120k hết nha. Phương Thảo cho liền số điện thoại với địa chỉ. Ai lấy cái đầm sau lưng em thì comment giùm em là đầm sau, đầm canh nha, em còn nha. Chân váy bỏ sỉ giá bao nhiêu hả? Nguyễn Bảo Ngọc ơi, bỏ sỉ thì vô inbox đi, giá thực sự sốc cho em luôn nha. Rồi cái mã này là mã số 4 nè. 76, ai eo 76 trở xuống mặt đẹp, chân váy chữ A mã số 4 nha. Mã số 4. Em còn bị lẻ size, cái này mã số 4 này tương đương với ai size M á. Mới có giá này nha. Rồi sao giờ chia sẻ không được không ta? Rồi. Có size M không? Mới vô size M lên đó bạn Lương Lam ơi, mới vô size M lên đó bạn Lương Lam. Đây là một cái size M nha. Ai lấy cái này comment giùm em là 4M đi ha. 4M. Rồi cái này là một cái size S nữa nè ha. Size S 35 là 70. Ai eo 70 thì hốt cái này nha. 5S nha, 5S nha, eo 70 nha. 1m50 47kg hả? Có là size L. Xíu mình like tới nha. Chào chị Hòa. Mọi người chia sẻ like đặng mua túi nha, mua túi 40. À cái này 40 là eo 80, cái này eo to nè mọi người ơi. Ai mà eo 78 80 thì lấy cái này nha. Size này là size 78 80. Ai lấy thì comment giùm em là comment là mã số 6 đi. Cái này là mã số 6, eo 78 80 nha. Không có quần bên trong nha mọi người. Đây, eo 78 80 nha. Còn lẻ size nên em mới bán giá này mấy chị ơi. Dạ.
Nguyễn Bảo Ngọc là mua cái gì chị? Mua cái áo em đang mặc hả? Không, mua sĩ Phương Thảo mới mua. À, vậy hả? Còn áo chị đang mặc không có màu trắng nha em, có màu đen thôi. Còn bảo chị ghi số điện thoại Bảo Ngọc giùm em, chị ghi sĩ jean đi ha. Rồi cái này là eo 70 thì hốt giùm em nha, eo 70 hốt giùm em lẻ size nha. Eo 70 thì comment giùm em là bướm đi. Eo 70 comment giùm em là bướm. Rồi đó em hết. Em hết chân váy jean rồi, hiện tại vì chân váy jean nó về nó bị lẻ size bán nó còn tồn size quá, hình như em không có về chân váy jean nữa nha mấy chế. Áo chị đang mặc có size 60kg không? Có bao la. Áo của em là áo len cao cấp, hôm nay em chỉ bán len cao cấp 120k đồng giá, nên size 60kg mọi người đừng lo, có hết nha. Chào chị Su nha. Chào chị Su nha cưng. Rồi tới quần nha mọi người nha. 65k quần jean thêu luôn nha, để em đo size cái này. Eo 70, eo 3, eo 68 hốt ngay cái quần này nha. Comment giùm em là quần hoa, quần 1 đi, quần 1 nha, eo 68 nha. Không Như Nguyệt ơi, Không Như Nguyệt ơi, nó có. Chào chị Trang Moon. Rồi cái quần đó là size S đó mọi người ơi. Xu Nhiếm không có hiệu. Xu Nhiếm hả? À chào Xu Nhiếm nha, Xu Nhiếm đi hàng rồi. Đơn của Xu Nhiếm đi hàng rồi. Quần này là quần nút size S tiếp tục. Ủa cái size này là size M. Trời ơi eo, eo này tới không? 38. Size này là size M nha. Ai mặc size M thì comment giùm em cái quần này 65k size M nha mọi người. Quần này bán mệt quá. Lỡ size chán chết đi được. Đợi em còn vài cái quần nữa, bắt đầu em like qua chân váy nha. Có màu trắng. Phương Thảo ơi, không có màu trắng Phương Thảo ơi. Màu trắng là nó chuyển sang thêu khác á, thêu trên tay nè. Màu trắng có thêu tay nha ha. Rồi, ai lấy cái quần này á, ba size 38. 38 là 76 là size M nữa đó nha. Ok nha Nguyễn Bảo Ngọc ơi, để chị chụp bằng hình lại. Rồi nha. Rồi ai lấy cái quần jean này thì comment giùm em là quần size M nữa nè. Em lừa quần số, quần mã số 2 size M nữa nè. Từ từ Nguyễn Thu ơi, mọi người chia sẻ like cho em lên view đi. Bắt đầu em like. Em like áo nhanh cấp kỳ nè. Em chán mấy cái quần lẻ size này quá. Ai hốt sỉ thì em để giá cực kỳ sốc luôn. Ai hốt sỉ cái lô quần này em để giá là bao, bao xỉu bao sốc luôn nha ha. Tại còn quần lẻ size thôi. Đa phần, em nói trước đa phần là size S với size M thôi nha ha. Chào Phương Trân Dung, lâu quá không gặp nha. Quần jean lẫn không có bộ ơi. Ai da, ai da. Rồi bây giờ em like áo, áo len của em đang mặc nha. Ủa sao em bị chết, chết view rồi chị, nó lên nhiêu view rồi, tụt view hả? Em bị chết view, 69 view rồi. Bắt đầu ai lấy áo em đang mặc, hồi nãy lấy một cái rồi phải không chị? Cái bạn nó không có cho số điện thoại em ơi. Bạn ừ, với lại bạn nó không có màu trắng rồi. Rồi nha, ai lấy, với một bạn lấy đầm đúng không? Bạn lấy đầm sao có số điện thoại rồi đúng không? Ừ. Rồi nha, ai lấy áo em đang mặc comment giùm em là áo thêu hoa nha. Phía trước là thêu nha. Cái áo len, áo này là áo len cao cấp nha mấy chế ơi. Không có phải áo len thường đâu, tất cả là thêu. Rất là đẹp, xẻ tài như đẹp, giặt trước giặt cao, giặt trước giặt sau nha. Màu trắng đợi từ từ chị bóc tới, tại vì chị soạn trước rồi Phương Thảo ơi. Từ từ chị bóc tới cho em ơi. Áo len 120k đồng giá nha mấy chế. Rồi ai lấy mẫu em đang mặc comment giùm em là thêu hoa nha. Thêu hoa. Ai lấy thì comment giùm em liền số điện thoại cùng một dòng đi ha, cho nó dễ kiểm. Đây em chỉ có hai cái thôi. Mấy cái mẫu này á, là mấy cái mẫu cao cấp nên nó về rất là ít, nó về bị lẻ thôi chứ không có nhiều đâu ha. 65kg mặc ôm nha Nguyễn Hương. 65kg có mẫu cho 65kg nữa nha. Nhưng mà mẫu này nếu mà 65kg mà chị cao cao chút là chị mặc ôm nha. Rồi ai lấy cái mẫu em đang mặc comment giùm em là thêu hoa nha. Thêu hoa nha mấy chế. Thật sự là cái mẫu thêu này á, nè nó thêu nè. Mấy chị nhìn bị trái của nó nè, không có phải đính vô đâu nha. Đây là bị trái của nó đây. Ai mua thì comment giùm em liền số điện thoại với địa chỉ luôn. Mấy cáo này đẹp gần chết luôn mấy chị ơi. Mua đấy, rồi gần tới. Thấy Phương Thảo nè, áo len hoa nè. Rồi nha, mua thì địa chỉ với số điện thoại mấy chế đừng có quên nha. Em đang like đừng có gọi cho em mấy chị ơi. Thì sao chị Ngọc? Nè em bỏ cho bỏ, bỏ cái viên cũ của chị đi. Tại giờ áo len rồi. Áo là 120 nha. Dạ đúng rồi. Áo 120 nha. Đầm có không hả? Đầm có không hả chị Nguyễn Hương ơi? Đầm hôm nay không có like nha. Hôm nay em like áo thôi nha. Hôm nay em like áo len cao cấp thôi nha. Trời ơi cái áo đỏ cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi cái áo đỏ nó đẹp quá. Ai lấy áo đỏ này comment giùm em là đỏ nha. Áo này thì phọt này là để mặc vô của tâm đâu rồi.
áo sơ mi 60kg. Hôm nay không có la áo sơ mi luôn Lan Hương ơi. Hôm nay em không có la áo sơ mi mấy chế ơi. Em lai hôm nay em lai áo len cao cấp. Hôm nay em lai áo len cao cấp nha ha. Trời ơi, ai lấy cái áo đỏ em đang mặc thì comment giùm em là đổi chữ đi. Có một cái duy nhất thôi, đổi chữ có một cái duy nhất thôi. Thiêu hoa cho bạn Hoài Dương nè. Hết nha. Rồi, thiêu hoa em hết nha ha. Lên địa chỉ đi mấy chế, chủ động cho em địa chỉ đi, em khỏi điện thoại cho mấy chế. Rồi áo này lẹt, dập thấp dập cao nè. Ai lấy thì comment giùm em là đỏ. Ai lấy thì comment giùm em là đỏ nha ha. Đổi chữ đi, đổi chữ. Áo này là cỡ khoảng 65kg, ý lộn trời ơi, 58kg thôi, 58kg mặt đẹp nha. 58kg trở xuống mặt đẹp nha. Chân váy chị mặc nãy giờ chị like quá trời luôn. Như Nguyệt ơi, chân váy chị mặc nãy giờ chị like quá trời luôn rồi. Like trước nãy giờ mấy bạn không để ý chứ cái chân váy em mặc là em dơ lên rồi đó. Em không có mặc thử mà em mặc vô là nó gì nè, em like nãy giờ mấy chị không thấy ha. Bạn dễ hơn cũng chết nha. Rồi ai lấy cái đỏ chữ comment cho em là đỏ chữ nha. Đỏ chữ thì mịn quá. Mấy cái len này là len dày. Mấy chị mua chuẩn bị để Tết tối đi Noel hay đi lễ gì đó bận nha mấy chị. Cái chữ này là nó in lên. Cái này là nó in lên. Yên tâm không mấy. In lụa. Yên tâm nó không có thích len dày. Chân váy size lớn có ít à Ricky Lê ơi. Cho em một cái hả Như Nguyệt. Như Nguyệt lấy size gì? Chân váy của chị còn size S không à ha. Chân váy của chị là còn size S không à. Cái áo đỏ chưa có ai tốt cho mày. Áo đỏ chưa thấy. Trời ơi cái áo này thời với mấy chị luôn. Chỗ khác nó bán 180 ngàn đó. Mấy cái áo này là nó bán 180 ngàn không đó. Vậy cái ba mỏng để mình đâu. Đúng rồi. Trời ơi đây nè. Cái này phông to nha. 65kg bằng vô tư nha, 65kg vô tư nha. Mấy chị nhìn cái bề trái của nó thôi, cái bề trái của nó rất là đẹp rồi. Mặt như là bề phải. Mặt như là bề phải luôn, đây là bề trái của nó nè ha. Hôm nay có nha Phương Uyên Ánh ơi. Thúy Trương size S là bao nhiêu ký vừa? Size S là cỡ khoảng 40kg trở xuống đi Thúy Trương. 40kg trở xuống là size S vừa đó nha em. Rồi ai lấy cái áo này comment giùm em là sọc đi, em có hai màu ha. Màu này là màu xanh nè, màu này là màu xanh. Còn màu em đang cầm là màu kem đi ha. Ai lấy thì comment giùm em là sọc nha. Sọc nha mọi người. 120k, thời với mấy chị luôn là len cao cấp. Tụt viên lắm á chị. Bạn mèo nó áo đẹp mà rộng quá. Đúng rồi mà sao em ơi, tại mấy cái dạng khác bao nhiêu ký vừa. Kia bạn nói cái dòng chứ. Cái eo đi Như Nguyệt coi, size S là 40kg trở xuống á Như Nguyệt. Size S là 40kg trở xuống á. Len này dày không Hằng Phương hả? Tùy chị ơi, tùy mẫu dày, có mẫu dày, có mẫu mỏng nha. Có mẫu dày, có mẫu mỏng. Cái áo thổ cẩm này đẹp quá. Nó rộng á là lý do là cái form này là form dạng như mình ở Đà Lạt mấy chị thấy Lạt mặt đẹp. Đây nè cái form ôm nè. Trời ơi, sau lưng của nó theo một cái hoa nha. Phía trước của nó là một cái hoa mặt trời. Cái form này ôm nha. Cái form này là cỡ em nè. Cái form này là 52-54kg trở xuống mặt đẹp nè. Thôi 55kg cũng được đó mấy chị. Đây. Thấy chưa? Cái này là len dày nè. Ai lấy cái này comment giùm em là hoa đi. Hoa thiêu hoa nè. Hoa xanh nha, hoa xanh. Hoa xanh, hoa nâu gì cũng được nha. Cho em cái nào size 55kg. 55kg nó khác. 55kg nó theo khác nha Như Nguyệt ha. Theo khác. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hoa nha. Hoa theo nha mọi người, hoa theo nha. Cái này la lẻ, lẻ lẻ đuối quá. Mấy chị đừng có thấy 120k là nó cao nha. Hoa xanh tốt cho Phương Thảo nè. Phương Thảo ơi, Phương Thảo có thông tin rồi hả? Mới có cho địa chỉ luôn nha Phương Thảo. Mấy chị đừng có thấy 120.000 là nó cao tiền đâu. Chỗ khác bán 180 luôn á. Thôi em hết rồi Quyên Quyên ơi. Rồi nha, cái này là chữ Kenzo nha. Ai là fan của Kenzo thì comment giùm em là Kenzo nha ha. Con hổ nha, con hổ. Con hổ. Len này làm mỏng hơn len hồi nãy nè. Con hổ này là muốn đẹp là 54-55kg trở xuống sẽ đẹp nha. Dạ chút xíu em like lại cho chị Du Bích Phượng ơi. Mấy cái áo này 55kg vừa hết nha Phương Thảo. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là hổ đi nha, hổ nha. Đẹp quá. Fan của Kenzo thì thốt ngay cái hổ này nha mấy chế.
không sao, thôi tự nhiên không tắt cho cái này nó lên như quy rồi chứ nè. Hổ hổ len cổ tim hả? Có nha Phạm Quỳnh. À con hổ em có màu đen với màu vàng luôn nha, màu đen với màu vàng luôn. Mấy chị nhìn nè, nó dệt cái cổ này rất là đẹp luôn á. Rồi cái đỏ hồi nãy á, cái đỏ chữ hồi nãy chị cho em cái ghim 120k đi chị. Áo len cao cấp nha mọi người. Rồi cái chữ hồi nãy em mặc là có màu đỏ với màu vàng luôn nè. Cái áo chữ hồi nãy em mặc là có màu đỏ với màu vàng luôn. Để em mặc màu vàng cho mấy chị xem. Cao lên chữ nó đẹp quá chị Như Nguyệt. Rồi thấy địa chỉ của bạn, thấy địa chỉ của bạn Hoài Dương nè. Trời ơi, ai ở Đà Lạt thì hốt nghe mấy cái áo này đây. Trong em, trong Sài Gòn thì hốt đi để dành Tết mặc nha mấy chị. Năm mươi lăm ký có vừa không em? 55kg vừa chị ơi, 55kg là cỡ Ngọc á. Ngọc 55kg Ngọc mặc mấy cái này được hết nè ha. Nhưng mà đeo tại đây lực không? Vàng chữ rất là đẹp luôn. Trời trời, chân váy hả Như Nguyệt? Như Nguyệt comment rõ rõ đi, chị ghi lại giùm em. Ủa Như Nguyệt hình như đợt trước á, thôi không ghi đại. Như Nguyệt cho số điện thoại luôn nha, ai lấy cái em đang mặc thì comment giùm em lại. Như Nguyệt cái chân 55 chữ vàng nha, em có màu vàng, màu vàng với màu đỏ này nha, màu vàng với màu đỏ. Thằng Phương len thổ cẩm mặc ở Sài Gòn được. À len thổ cẩm nếu mà mặc ở Sài Gòn là trời ban đêm á chị đi Noel là bật bao đẹp luôn. Mà len thổ cẩm cái phông rộng nha, ai trên 55kg hả lấy len thổ cẩm nha chị Hằng Phương. Cái len thổ cẩm nó đẹp quá, tại vì cái bề trái của nó như cái bề phải luôn, bề trái mà nó làm như bề phải luôn á. Chị ghi cái này lại hồi nữa em đo nha. Sao chị? Tại Như Nguyệt cảm nổi. Ờ để em đo cho. Đây là một cái áo khoác len nhẹ thôi, áo khoác đẹp mấy chị mặc nhẹ thôi chị nha. Chị Niệm Lam hỏi dày hả? Dày chị Niệm Lam ơi, mấy cái áo này dày nha chị ơi. Mấy cái áo len này là dày nha. Trời ơi cái áo khoác quá đẹp. Áo khoác bán cho mấy chị 120k luôn nha. Lỡ 120k bán đồng giá luôn nha. Không ngứa nha Nguyên Nguyên. Trời ơi len này, len không có ngứa đâu. Chỉ có dày mỏng là nó nực thôi, len cao cấp mà. Nó không có ngứa đâu mấy chị. Ai lấy khoác thì em comment giùm em là khoác nha. Cái này là thêu nha, thêu hoa nha. Không có nhiều đâu, có hai cái thôi, không có nhiều. Khoác nha mấy chị, khoác hững hờ nha. Chuẩn bị vô mùa du lịch thì hốt nha. Mấy chị nhớ theo dõi Facebook của em đi, đợt sau chắc em like cái lô len mỏng giá rẻ cho mấy chị ha. Để like mấy lô len dày này mấy chị nói sao giá cao dữ thần. Giá cao có cái lý của giá cao nha. Cardigan em hết rồi, có một loại đó là chị Phạm Quỳnh ơi. À có cái áo này mỏng nè, có cái áo này mỏng là sale cho mấy chị 89k luôn. Ai lấy thì comment giùm em sao nha ha. Vàng sao 69k. Rồi chốt cho Thủy Chương. Thủy Chương là khách quen. Thủy Chương ơi cho chị lại số điện thoại đi em ơi. 120k. Thủy Chương ơi. Khoát 120k. Sao chị tắt cái lại thì nói. Cái đằng nào bằng Lợi Dương ơi. Rồi ai chốt cái vàng sao 89k thì hô khốt giùm em cái vàng sao 89k nha. Một chân váy như chị mặc hả Như Nguyệt? Chị là size S đấy em ơi. Size S, size M bạn ôm nha. Vàng sao 89k lấy thì comment giùm em là 89 nha. Trời ơi mấy cái len này đẹp muốn chết, mấy chị nói mắc tiền rồi mấy chị không lụm. Chân váy 51kg có nha em. Ô cái này thêu tay nè mấy chị ơi. Thêu tay nha, cái len này mỏng hơn nè. Cái len này là form này 55kg bằng vô tư đó ha. 55kg bằng vô tư. Ô cái áo này bị lỗi rồi. Áo này bị lỗi rồi, dục ra đi. Cái chấm bi sau lưng hả? Đó đó, cái chấm bi sau lưng á Lợi Dương mua thì comment cho số điện thoại nha. Nó là dưới 55kg là bận vừa hết á. Rồi thấy số điện thoại của Như Nguyệt đây. Cái áo này là form nhỏ nha. Cái áo này là form nhỏ, theo tay nè mấy chị. Hồi năm ngoái em mua trong shop là 220 ngàn đó. Bây giờ
Bây giờ bán với cái giá này nè mà mấy chị không thấy, mấy chị comment đây nó thêu nè, rất là đẹp luôn á. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen thêu nha, đen thêu. Cái này là phơm ôm thôi, cái này là cỡ khoảng 50-52 kg trở xuống mặt đẹp nha, phơm ôm nha, phơm ôm cái tay nó thêu hai bên nè. Chân váy 65 kg á. Rồi có một cái chị ơi, có một cái là chào Nguyễn Mỹ Thu nha, hôm nay em lai len cao cấp à nha mấy chị. À có mấy cái len này không to nè, sẵn lai thì lai luôn tại vì nó không to nha. Em bán sale cho mấy chị cái mấy cái len này là 79k hết, lụm được thì lụm dùm cho em nha. Len này là len mỏng nha. Phạm Thanh Thảo hello, trời ơi sao không thấy Phạm Thanh Thảo, lâu quá không thấy. Rồi nha, ai lấy cái len này thì comment giùm em là 79 nha. Trời nó là len mỏng mấy chị ơi, cái len này là len mỏng nha, form này to lắm, cỡ khoảng 58-60 kg gì đó là mặc được hết nha. Em có màu xanh với màu hồng, xanh hồng thôi, màu xanh với màu hồng nha, 79k. Len này là len đẹp nha mấy chị ơi, mỏng nha, cái màu xanh với màu hồng 79k là loại mỏng. Ai đang xem cho em xin chấm đi mấy chứ. Có chân váy nha Như Nguyệt, có chân váy nha Như Nguyệt, tí xíu inbox Như Nguyệt ơi, tí xíu in, tí xíu inbox cho shop nha Như Nguyệt, inbox đi rồi chị cho gửi mấy cái mẫu đó cho nha ha. Em có màu này là màu xanh với màu hồng 79k nè. Ôi có cái sọc đó nè, sọc anh có đang muốn gì đen thiêu đi hả? Ừ không hỏi sao tầm em không hay trả lời đó kìa. Đâu ở dưới nè vậy hả, chị sẽ bài lại giúp em đi mấy chế. Ô có cái sọc này nè, cái sọc này là cái len nha mấy chế, cái len nhưng mà không to nha, ở dưới like của nó có giống như chữ thêu vậy nha. Ai lấy sọc, sọc thì comment giùm sọc. Em có sọc xám với sọc hồng nè. À, sọc này là, sọc này là 60 mấy kg bận cũng được đó nè mấy chị, 62 kg bận cũng được luôn á, 62 kg là bận ôm, muốn đẹp là có khoảng 56 kg là bận đẹp. 79k cái sọc này nha ha, có vài cái này thôi em khen vô em like á, không to. Nó là chắc len mỏng nha, like mấy cái len dày đi, đuối quá. Có chắc len không sao chị, sao chị Ngọc hỏi là có chắc len không, ai hỏi em Trần Huyền Trang có set len không chị? Set len không có nghe Trần Huyền Trang ơi. Rồi cái áo này sale cho mấy chị luôn, ai lấy cái sọc này em sale nha, chuẩn bị nha, chuẩn bị comment để em coi giá bao nhiêu nha. Nguyễn Thư Yến hỏi là có set bộ nữa không chế? Set bộ hả? Hôm nay không có like set bộ chị Nguyễn Trương Yến ơi, hôm nay em không có like set bộ. Cái này là form to nha mấy chị, cái này là dành ai 60 nha. Cái này có khoảng 60 kg trở xuống 58 kg là bằng đẹp á. Nguyễn Mỹ chữ vàng nè, chữ vàng là của em, chữ vàng là em đang mặc đó hả? Ừ. Thôi chị ghi áo em đang mặc cho em rồi. Ok hết rồi chị, cái đó khác, cái này khác rồi. Nguyễn Mỹ cho liền số điện thoại nha, sọc nâu nam không được như mèo Salem ơi, chắc len, chắc len nam mặc không được đâu, tại dưới lò nó có bò ha. Áo vàng đó là cái chữ gì? Chị ghi áo vàng chữ ngôi sao ơi. Cho liền số điện thoại nha Nguyễn Mỹ. Rồi cái này ai lấy thì comment giùm em là sọc đỏ đại đi, nó phải sọc luôn, nó nói sọc đỏ đại đi nha ha. Cái này mỏng nha, cái đỏ này là mỏng. Sale cho mọi người cái này 89k luôn nha, thôi 79 thôi, lỗ 79 luôn. Phạm Thanh Thảo, Phạm Thanh Thảo hình như xả ra rồi, hôm bữa trước xả ra rồi. Phạm Thanh Thảo em lựa là mẫu khác đi, tại đợi lâu quá, đợi lâu quá. Cái len, cái sọc đỏ này là cỡ khoảng 60 kg 58 kg mặt đẹp nha. Ôi em nghĩ 60 cũng đẹp. 79k, ai lấy cái sọc đỏ comment giùm em là số 79 liền. Bạn Phạm Thảo nói là nhiều ơi nên không có gì hả. Rồi thấy địa chỉ, thấy địa chỉ số điện thoại của bạn Nguyễn Mỹ nè nha. Ngày mai anh chốt đơn em điện với chị nghe giùm em nha mấy chị. Cái đỏ này, cái sọc đỏ này đẹp quá mà không ai lấy hết trơn á, khổ quá mà. Ơ có cái sọc xanh đó nè, 79k cái sọc đỏ hồi nãy á, cái sọc đỏ đó là len mỏng nha. Hôm nay em không có like len 55 để bữa sau em like cho.
cái xanh này có một nút dễ thương lắm. Vậy hả? Trời ơi, không thấy tìm thấy bill của Phạm Thanh Thảo. Ủa Phạm Thảo đợt trước của Thảo là gì ta? Đợt trước là gì không nhớ nữa Thảo ơi. Lợi Dương hỏi cái gì ta? Lấy đầm canh mặt á thì comment giùm mình là đầm canh mặt đi, mình đâu có mặt nữa tại vì canh nó mặt rồi bằng. Lợi Dương ơi, đâu có gỡ ra mình mặt nữa. Cái đầm này là 54-55kg trở xuống mặt đẹp á, đầm này nè, tại vì ở phía trước khung là co giãn, sau cũng co giãn đó nha. Rồi ai lấy cái xanh này á comment giùm em xanh 79k luôn. Xanh nha, 79k, form này là form to mấy chị. Form này có khoảng 58-60kg bận được hết nha. 58-60kg là bận được cái form này á. 79k. Comment giùm em là xanh 79 đi. Phạm Thanh Thảo là có sếp với áo đá hả? Áo đá đâu có đâu Phạm Thanh Thảo, chị đâu có áo đá của em đâu. Cái trang này giống cái chuyện mua cái lệ đấy. Gì hả? Áo đá bữa sau chị like lại cho. Bữa sau em like lại áo đá cho mọi người chọn thoải mái luôn nha. Bữa sau chị like lại áo đá, coi đón coi giùm chị nha Phạm Thanh Thảo. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là đen chữ đi nha, đen chữ. Chữ này không phải thêu đâu, nó kết vô áo luôn á, nó kết vô áo luôn á. Áo này sale cho mọi người luôn 89k, thật sự cái áo này 89k. Không có giá này đâu, chất cái chất len này đẹp lắm nha mấy chị. Cổ này là giống như mình không thích vậy thì mình bẻ xuống như vậy, bạn cũng mua đen lắm nha ha, bạn cũng mua đen lắm luôn á. Lấy thì comment giùm em là đen chữ nha, đen chữ. Cái chữ này nó pha với màu nâu rất là sang. 89k. Mình chú ý họ có áo khoác len đẹp. Áo khoác len đẹp. Áo khoác len hả? Em có hai cái khoác à, hai cái khoác đó à mấy chế ơi. Em còn mấy cái khoác khác mà để em coi từ từ em like tới nha. Mấy chị chia sẻ đăng lên nhiều view cho em có động lực em like nữa coi. Bạn Phạm Thanh Thảo nói là không lấy thì thôi để lựa lại. À rồi rồi, lựa lại giùm chị nha Thanh Thảo ơi. Lô váy. Ơ đâu có một cái khoác này vậy trời. Có một cái khoác này một duy nhất nha mấy chị. Lên tay giùm em nha. Lụa kìa. Chào chị lụa. Lụa. Có mấy cái len dày kìa. Ơ cái này có cái combo mấy chị ơi. Có cái áo ở trong luôn. Với một cái này là cái giống như cái ba lỗ. Mấy chị bận cái áo này ở trong nha. Bận cái áo này ở trong. Rồi xong rồi bận cái này ở ngoài nha. Mua một cái lời được hai cái luôn nè. Trời ơi, một phát 120.000 mua một cái lời được hai cái luôn nè. Đó. Ai lấy cái này comment giùm em là khoác luôn đi nha. Có một cái một thôi. Phạm Quỳnh lấy cái khoác kìa. Phạm Quỳnh lấy cái khoác hả? Phạm Quỳnh ơi, cho liền số điện thoại với địa chỉ đi Phạm Quỳnh. 120.000 luôn ha. Lấy em xét đen caro hết rồi mẹ Salem ơi. Có một cái à. Có cái khoác à bạn Phạm Quỳnh lấy ơi. Đấy. Không cho. Nhưng mà Phạm Quỳnh ơi, cho số điện thoại, còn không cho số điện thoại mình để cho người sau nha. Con cái này là cái gì đây? Trời ơi, cái này là một cái đầm. Thôi em để em bận thử cái đầm này cho mấy chị xem. Thôi mà bận cái quần riêng này làm biến thai ra quá à. Rồi ai lấy cái đầm này comment giùm em là đầm là váy luôn nha, 120k luôn. Cái này trong cái lô len xịn nha mấy chị. Đầm len nha. Không có nói gì hết luôn á, nó xòe tự nhiên luôn á. Dán xòe tự nhiên luôn, 120k luôn nha. Ở trên nó phối rất là đẹp, mặt trước mặt sau phối rất là đẹp luôn. Em số điện thoại của bạn Phạm Quỳnh nha. Ôi Thủy Trương có đen chưa con? Thủy Trương ha, Thủy Trương hình như là khách cũ á. Không. Rồi ai lấy váy này comment giùm em váy 120k. Thủy Trương ơi, cho chị lại số điện thoại đi em ơi, lâu quá không thấy đơn, chắc lạc số điện thoại nữa. Váy 120k luôn nha mấy chị. Cái váy này đẹp quá à. Cái váy này là nó nằm trong cái lô len xịn này luôn nha. Họ thấy số điện thoại của Thủy Trương nè. Cái váy này quá đẹp. Cái váy này bữa sau để cho con canh mặt nè. Rồi bạn Phạm Quỳnh một cái đầm luôn nè. Rồi Phạm Quỳnh. Chào nha. Chào chị Hằng Lộc ơi. Chị Hằng Lộc hôm nay vô chia sẻ like cho em. Vô chia sẻ like cho em đi.
đầm mà Yến Quanh ơi. Trời ơi, để bạn cáo lên nè. Cáo này nãy có khách lấy rồi đúng không chị? Ừ. Của Nguyễn Mỹ 51kg. Rồi. Mọi người mua cái chân váy jean đó, chấm một chấm không thôi, nhắn một cái tin nhắn là chân váy jean cho em, inbox em nhớ nha. Chất này là chất len mỏng nha mấy chị. Mặt mát cực kỳ luôn ha. Ôm nha. Cái này có khoảng 54kg trở xuống, 54kg trở xuống là mặn đẹp ha. Ai lấy thì comment giùm em là đỏ đi. Đỏ 79k nha. Đỏ 79k. Chào bạn Anh Tâm. Body hôm nay không có like nha. Tùy cái nha. Đầm 60kg chị Lê Hằng ơi. Đầm hôm nay em không có like đầm gì, không có like đầm len. Đúng rồi, hôm nay bán len dày không mà Tâm tự ơi. Áo sơ mi sao có chữ áo sơ mi nào? Áo sơ mi ở ngoài sao là áo khoác nha, không có áo sơ mi. Ở ngoài sao là áo khoác. Ai lấy cái đỏ 79 comment giùm em là đỏ nha. Ôi có một cái đầm nữa nè. Có một cái đầm luôn. Ủa đầm này đầm xịn nè mấy chị ơi. Đầm này là đầm xịn nè mấy chị. Trời ơi cái gì mà 3-4 mét ở đây đây. Mấy chị thấy hình canh mặt không? Cái sợi dây này lại thắt cái eo lại nha. Sợi dây này thắt cái eo lại nha. Rồi, trời ơi, cái đầm này nó dày. Đầm này dày. Cái chân váy ở trong là cái chân váy nha. Cái này là cái nút cọc trai. Để mấy chị đính bên cái tay nè. Bên cái tay áo của nó nè. Có xẻ ra để đính cái nút cọc trai này vô nha. Rất là xịn luôn. 120k một cái đầm này luôn. Đầm này cực kỳ xịn, cũng bán giá 120 luôn. Trong lô này em bán 120k hết tầm giá. Người ta phân ra giá cho ta bán. Em trả lời cho bạn Như Nguyệt đi em. Như Nguyệt ơi, chân váy riêng Như Nguyệt lát comment trong inbox đi Như Nguyệt ơi. Chân váy riêng like qua rồi không có dơ lại. Đây ha, ai lấy chân váy vô phương là cái gì kìa, được cái mã tặng á. Mấy chơi mua trong like dùm cho em đi. Còn trong like nhanh chốt mã tặng trong like cho mấy chị. Em mã tặng em không có giữ đơn được, không cảm nha. Rồi ai lấy cái chân váy, ai lấy cái đầm này comment giùm em là đầm nha. Nó là một màu duy nhất thôi, nó là dạng đầm suông nha mấy chị. Nó là dạng đầm suông, thấy nó to vậy chứ. Bận lên thắt cái eo là nó gọn lại liền nha. Nó có cái chân váy trong nữa nè. Mua một mà lời 2-3 cái nữa nè. Chân váy Renmi rất là đẹp luôn. Cái đầm này đầm nhiêu ký vừa. Đầm này đẹp quá à. Cái đầm này á hả, nó không suông nên mấy chị đừng có lo. Cỡ 65kg, 64-65kg trở xuống là được hết nha. 64-65kg là được hết nha mấy chị. Hôm nay không có like lên mỏng. Hôm nay em không có like lên mỏng. Hôm nay em like cái lô lên cao cấp nha mấy chị ơi. Lê Hằng hỏi 60kg vừa không là 60kg vừa nha chị Lê Hằng. Hỏi cái chân váy á, chân váy 60kg vừa nha. Chân váy đó 60kg vừa nha. Đây là một cái áo len. Áo len này cũng rất là đẹp luôn. Đâu rồi? Chào Bảo Ngọc. Đây một cái áo len nữa nha. Áo len này là form to nha mấy chị. Áo len này có khoảng 60kg, 58kg trở xuống có mặt đẹp nè. Rồi ai lấy thì comment giùm em là xanh hạ tiết đi. Xanh gì đó cũng được. Xanh hạ tiết nha. Xanh hạ tiết. Trời ơi áo này đẹp nè. Áo này đẹp quá. Comment thì nó nhảy. Đứng view luôn hả? Nó đứng. Nó bị tủn rồi. Rồi ai lấy thì comment giùm em là xanh lá đi. Nó giống như cái lá gì đó. Quá trời đẹp luôn rồi. Cái sách xám hả Bảo Ngọc? Yến Quanh một cái xanh nè ha. Mình Lệ Hằng mình lấy cái đó à, là cái chân váy đúng không? Nãy Lệ Hằng hỏi chân váy đúng không? Đúng thì chị Ngọc ghi giùm em cái chân váy của Lệ Hằng đi. Chân váy 120k, chân váy này vừa hết trơn rồi chị Lê Hằng ơi, chân váy rất là đẹp luôn. Rồi ai lấy cái xanh này comment giùm em là xanh nha. Em nói chị Lê Hằng lấy ok đi. Chị Lê Hằng lấy cái chân váy thì ok giùm em nha. Xanh lá nha, xanh lá quá trời đẹp. Ô cái chân váy giống như vậy á, em có màu nâu nữa nè, hồi nãy là màu kem, cái này là màu nâu nè. Rồi ok chị Lê Hằng nha. Cái đầm chân váy cũng 120k luôn. Người ta lựa ra, người ta bán về một lô, người ta sẽ lựa ra mấy cái Hà Trần, một cái xanh lá nè. 120k nha bạn Hà Trần ơi. Hà Trần cho liền số điện thoại với địa chỉ đi Hà Trần.
cho liền số điện thoại với địa chỉ, em mới giữ đơn thôi là cuối đơn xả ra ngay. Rồi ai muốn xem lại chân váy á thì em cho cái set chân váy nè cho xem nè. Hồi nãy là màu kem, bây giờ là màu nâu đậm nha. Đây là cái dây mấy chị thắt cái eo nè. Cái chân váy này mặc ở trong nha, mấy chị tưởng tượng nha. Cái chân váy này là mặc ở trong. Xong rồi, đây nè cái nút học trai nó. Ôi chị coi chừng rớt cái nút học trai. Ủa, cái này đây nó có cái nút cọc trai để mình đính lên cái tay áo nữa nha. Đấu giá bữa nay chưa có đấu giá. Đây. Trời ơi, mấy chị bạn chung với cái này. Đây, bạn chung cái này bạn lấy cái trong như vậy nè. Nó sẽ thấy cái lớp ren, nó sẽ thấy cái lớp ren dưới chân nha ha. 75kg, em nghĩ cái này 75kg bằng được luôn á chị. Chị Thùy Dương gì đó, Thúy Trang á, cái đầm này em nghĩ. Tại vì nó có thắt cái sợi dây eo á, nên mấy chị eo của mấy chị tới đâu thì mấy chị thắt cái sợi dây tới đó. Gửi, tâm cái này là quen anh với em kìa. À Trần, gửi. À gửi anh. Rồi rồi, ok nha chị Hà Trần. Chị anh hai em. Rồi ai lấy cái chân váy nâu này thằng em giùm em là chân váy nâu nha. Cái chân váy này chắc ngoài ở ngoài thị trường đang bán giá 350 hoặc là 280 gì đó nha mấy chị. 350 hoặc 280 gì luôn á. Cái chân váy đó rất là đẹp. Chị Thanh Ngọc nó lấy cái đầm nâu kìa gái, còn gái. Còn à chị, em còn một cái đầm nâu duy nhất luôn nha. Vậy là chị Thanh Ngọc hôm bữa đó nha. Chị ơi bác hỏi em cái khóa kẻ với. Là sao ta, Phạm Quỳnh? Phạm Quỳnh nãy giờ có đơn chưa chị? Phạm Quỳnh. Áo len có 75kg nha chị Thùy Trang. Tí nữa em like tới áo len 75kg nha. Có em. Phạm rồi, Quỳnh có. Trả cái áo ra không? Rồi nè, cái bạn Phạm Quỳnh hồi nãy á, lúc mà mẹ Salem chọn đúng không? Rồi bạn Phạm Quỳnh xả cái đồ này ra nè. Giờ ai lấy thì comment giùm em, giùm mình là khoác nha ha, 120k luôn. Cái này là cái áo nha, cái này là chắc thun dày nha, thun bôi viết dày nha. Bạn ở trong xong rồi mới chi bận cái này ở ngoài một cái nữa nha. Còn không mình bận cái này với cái áo bình thường của mình cũng đẹp rồi. Rồi ai lấy khoác kẻ thì comment giùm em là khoác kẻ nha. Bạn Phạm Quỳnh mới xả ra nè, hình như là mèo Salem lấy thì đúng không? Rồi ai lấy thì comment giùm em nha. Đẹp lắm, cái khoác này đẹp lắm, mình xả ra là ủ rồi. Chị Thanh Ngọc chị nói là hôm bữa có một đơn đó. Thanh Ngọc nữa có một cái đơn cũ. À Thanh Ngọc có cái đơn cũ hả? Rồi ai có đơn cũ thì em dồn cho. Rồi bắt đầu em like áo nha. Áo này sale rẻ cho mấy chị nữa nè. Hàng mới. Ô áo này là áo len mỏng nha. Ô cái này là cái đầm. Trời ơi. Đầm này đẹp lắm. Đầm này có làm sao được trong cái lô này. Cái này là cái đầm nha mấy chị. Đầm cao cấp luôn nha mấy chị. Đầm cao cấp luôn ha. Rồi nha, ai lấy cái đầm thì comment giùm em là đầm thơm. Đầm này là thơm to nha, 99k luôn. 99k luôn, không có đâu bán cái đầm Adidas này là 99.000 hết trơn chị. Ha. Em có màu xanh nè, xanh này là xanh lá nè. Xanh này là xanh lá 99k nha, đầm nha mấy chị. Xanh lá nè, vàng nè. Cái này là chị đỏ cho bạn mèo ha. Đỏ nè. Không biết mèo có lấy không luôn. Chú thấy comment. Bây giờ chị để ngoài ha. Ừ. Rồi màu này là màu trắng nha, đầm. Trời ơi, cái đầm này phơm 70kg, 75kg mấy chị bận được hết luôn nha. Yến Quanh mấy cái vàng kìa. Cái đầm này đẹp lắm luôn. Ok, Yến Quanh một cái vàng nè. Đầm này đẹp quá à. Trời ơi. Đầm này là đầm len, phơm này là phơm. Giả len này cực kỳ đẹp. Rồi nè mấy chị ơi, mấy cái áo này mấy chị bận được hết nè. Chị Phan Ngọc lấy cái trắng kìa. Chị Phan Ngọc lấy cái trắng. Rồi chốt cho chị Phan Ngọc một cái trắng. Cái trắng này, cái trắng này là đẹp. Để em dơ cái trắng lên cho chị coi. Cái tay nó làm cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Chị Phan Ngọc chốt một cái trắng. Chị ghi giá giùm em 99k đi. Rồi tiếp tục em like mấy cái áo này cho mấy chị, theo giá rẻ cho mấy chị mấy cái áo này luôn nha. Để cái 89k nha mấy chị. 60kg bận ôm nha chị Hà Trần. 60kg áo xanh lá đó bận được nha. Nhưng mà ôm nha chị. Sao chị Ngọc? Không có ghi giá nè. Sao cứ ghi giá
Vàng còn nha chị Lê Hằng ơi, vàng còn nha, còn một vàng một đỏ với một xanh lá nha, vàng còn một cái nữa. Rồi ai lấy cái áo này comment giùm em là xanh sọc đi, xanh sọc đi. Đây là hàng nút của nó nè mấy chị, mặc hàng nút sau hay hàng nút trước thì cũng được. Đây cổ sơ mi nha, mặc hàng nút sau hay hàng nút trước thì cũng được, xanh sọc nha. 89k nha mấy chị. Len này là len mỏng nha, cái sọc này là mỏng chứ không có dày. Cái len sọc này là mỏng. Mấy cái len sọc này là 58-60kg bằng vô tư nè. Trời ơi chị Phan Ngọc xải dùm cái đầm nâu lúc nãy. Ai chốt không? Thấy không? Ai chốt không? Rồi lấy cái sọc lá này á. Sọc này thì comment dùm em có hai màu nha. Sọc xanh nè, với sọc đỏ nè. Sọc xanh với sọc đỏ rất là đẹp luôn á. 89k nha mấy chị. Cái đầm này đẹp hết chốt luôn. 120 ngàn. Thôi mấy chị không lấy thì vài bữa em lấy cho canh mặt nha. Cái đầm len này để vài bữa cho canh mặt tôi là hốt tiền. Rồi áo xám. Chị Hồ Hồ Chi Lan hỏi shop ở đâu? Shop ở Củ Chi Hồ Chí Minh nha chị. Đây một cái áo này rất là trời ơi. Ai lấy cái áo này comment giùm em là sọc xám nha. Em có xám phối đỏ nè. Cái màu cực kỳ hot luôn. Xám phối đỏ nha. 120k. Yến Quanh lấy cái sọc đỏ nữa kìa em. Yến Quanh lấy một cái sọc đỏ nó ok nha bà Yến Quanh nha. 120k cái áo sọc xám này nè. Áo này là trời ơi 60kg mấy chị bằng được hết luôn nha mấy chị. 60kg bằng được hết cái mấy cái áo này hết luôn nha. Len cao cấp, len là bao đẹp mấy chị luôn. Len rất là đẹp. Linh chúc một cái sọc xám nè. Áo đỏ em mặc hả? Áo đỏ em mặc 89k chị ơi. À rồi rồi để em xả ra nha chị Hà Trần. Chị liền. Rồi ai lấy cái áo này comment giùm em là xanh lá nha. Áo này bữa Nguyên bận đẹp lắm luôn á. Nguyên là 58kg. Xanh lá nè 60kg. 60kg bận ôm 50, đẹp là khoảng 58-59kg bận rất là đẹp. Em nói chung bự cái này á. Cái gì? Chị thấy nó bự không? Bự, nó bự nhưng mà sợ mấy chị này mấy chị sợ ôm. Chị bạn không vừa. Chị ấy hỏi nha. Chị Trang mua nơi đầm nâu 120 chứ mặc vừa không? Mặc vừa nha chị. Chị Trang mua mặc vừa cái đầm luôn á. Cái đầm đó là phong to, nó có cái sợi dây mình thắt cái eo lại mà. Chị ơi sọc xám 60kg được không? Sọc xám 60kg được không hả? Không, sợ cái lưng á. Sợ cái lưng của nữ nó ngắn hơn. Cái nãy em mới bỏ xuống á. Cái này nè. Vậy đó hả? Không có được đâu em ơi, nó hơi ngắn nha. Em lấy cái sọc xám này nè thì chị nghĩ còn được nha. Phải em ý em nói là sọc xám này đúng không? Sọc xám này 89k thì em con trai bạn còn được nha. Chứ cái sọc xám này là con trai bạn không có được. Ừ nãy cái bạn gì nè, mèo hỏi mèo có lấy cái này. Ok. Ủa mèo Salem ơi, em có lấy cái áo khoác kẻ caro không? Có một bạn xả ra thì em lấy thì em lượm nha. Cái áo khoác caro. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là theo đi. Nó là hình con chêm theo á. Trời ơi mặc đi chơi băng riêng cực kỳ ấm luôn. Áo này là phông to nha mấy chị. 60kg bận vô tư nha. 60kg bận vô tư. Theo, đang theo. Comment giùm em là đang theo nha. Dạ em cho cái coi lại nha. Cái trang môn. Rồi em vô lại cái đầm nâu á. Đầm nâu là phông to nha. Em vô lại cái đầm nâu này cho mấy chị. Linh chúc một cái đen thêu nè. Ai lấy đen thêu thì comment giùm em là đen thêu nha. Nhớ là có sợi dây nè nha. Có cái nút ngọc trai nha. Ai nhận mà thiếu nút ngọc trai thì comment giùm em. Riêng cái đầm này mới có nút ngọc trai đó nha. Đây là cái chân váy bận ở trong nè. Không mà tới bận cái đầm này lên. Em cầm hai ba lớp cầm không được. Đó. Mấy chị bận vô nó xè cái chân váy ở phía dưới như vậy nè ha. Rồi cái dây này bận tới đâu thì thắt cái dây tới đó thôi. Đây. Chào Thanh Nga, số 3 Củ Chi, Hồ Chí Minh nha bạn. Mấy chị chia sẻ view lại đi, cho nó lên view lại đi, em like tiếp cho. Trời ơi, lần nào mấy chị đòi xem mấy cái len này. Áo tay bạn lên ký. Để 5kg, ở chị Liên nhiều ký ta. Rồi ai lấy cái đầm nâu comment vô, đầm nâu 120k. Ngọc tố quá này nha. Ủa hồi nãy có cái áo len hình trái tim đúng không? Chưa thôi. Đây,
sao chị? 75kg làm gì ngọc tố. Rồi lên tim nha, ai lấy tim thì comment giùm em là lên tim nha. Nó có trái tim bên tay nữa nè mấy chị. Đây trái tim bên tay nữa nha, lên tim nha. 60kg bằng vô tư nha mấy chị. Mấy cái len cao cấp này 60kg bằng vô tư nha. Đừng lo là chậm trọng. Tiên cho bạn Linh chút một cái nè. $120,000 là quá rẻ. Quá rẻ rồi mấy chị. Mấy chị đi mua ở ngoài mấy cái len này là tới Tết. Tới Tết mua là phải từ giá 180 hoặc là 220. Hoặc là thêm một cái tim nha. 75kg. Đây là cáo này 75kg bằng vừa nha ha. Len này là len cắm dơi nha, tai bo nha, 75kg bằng vừa nha mấy chị. Ai lấy đỏ này comment giùm em là đỏ nha, theo cho mấy chị luôn. 89k nha, 89k cáo len này. Len cắm dơi nha, len này là bự dành cho mấy chị nào mà trên 70kg thì comment giùm em. Cỡ 70kg comment giùm em cái này nha. Đỏ nha, đỏ xe cho mấy chị 99k luôn. Trời ơi, bữa nay bận bận hết. Không phải chơi. Lại cái len này làm như là người ta ngắn tiền như vậy á. Ôi cái này mỏng nè. Tột phiêu. Tột phiêu quá trời luôn rồi. Mỏng nha mấy chị ha, mỏng nha. 879k, ai lấy xanh 79 cổ tim comment giùm em là xanh 79 cổ tim nha. Rồi cái này lên rất hai bên nè, cái này cỡ khoảng 65kg trở xuống mặt đẹp nha. Dạ có chị ơi, ôm body. Ôm body mà chị bao nhiêu ký em mới biết mà chị cân ôm body bao nhiêu ký chị Nguyễn Minh ơi. Còn đang xem cho xinh chấm mấy chị, sao giờ tụt quy quá trời luôn. 79k màu xanh, ai lấy xanh 79 thì comment giùm em là xanh 79 nha. Cái này là một cái đầm. Không phải cái đầm, cái này là một cái áo cổ lọ. Trời, cái cổ nó đẹp nè. Chào mọi người mới vô nha, ai vô sao đây. Trời ơi, cái cổ nó đẹp nè mấy chị. Rồi nha, một cái ôm body nha ha. Một cái ôm body 56kg thì bằng ôm đó. 56kg ai thích ôm thì 56kg. Còn dưới 56kg là bằng nó thụng 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 như em này ha. Ai lấy cái này comment giùm em là xanh lá đi nha. Xanh lá nha. Em có màu xanh lá. Với màu màu này là màu kem á. Màu trắng kem nha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là xanh lá đi ha. Xanh lá. Xanh lá với kem nha. Xanh lá 120k nè mấy chị ơi. Cái này quá đẹp. Nguyễn Minh hỏi gì 55kg không em? Lên luôn mọi người ơi. Tim đắp càng tốt. 55kg hả? Ừ. Thì còn em like tới em thấy thì em hốt chị mấy cáo này 55kg là chị bận thành body nè. Cáo cổ lọ này nè, ai lấy thì comment giùm em là cổ lọ nha. Cổ xè, nó có một lớp xè cơ. Lần nào like mấy cái len đẹp này là cuốn quá. Thôi hết trơn. Trời ơi. Chia sẻ giùm đi Ý Quanh ơi. Rồi một cái này ai to thì bận thành body nha ha. Tay rất là đẹp luôn mấy chị. 120k nha. Ai lấy thì comment giùm em là em có màu này là màu gì? Màu xanh lá. Còn màu này á giống như màu xanh dương vậy nha. Bán sĩ có bán sĩ nha Phạm Quỳnh ơi, dĩ nhiên có bán sĩ rồi. Để em thử cái áo này cho mọi người. Sao cái bên này nó cũng không hết. Cái len này thấy nó dày mà mặc vô mát hơn nữa nè. Rộng rãi thoải mái nha. Ai lấy cái len này comment giùm em là trái tim đi. Ý lộn trời tam giác đi ha. Chào chị Mai Trinh nha ha. Chào chị Mai Trinh. Rồi em có màu này là màu xanh lá. Còn màu này giống như là màu xanh dương đó. Xanh dương đậm nha. Đẹp quá, 120k nha mấy chị. Ai lấy thì comment giùm em là xanh nha. Xanh tam giác, xanh tam giác. Có hình tam giác hồi trước nè. Đứng như thế chị coi không. Bận vô vừa người lắm nha. 52, cái này là nếu mình vừa người luôn là 52-54kg là bận vô. Dày vừa. Bận mát chị ơi. Dày nhưng mà nó mát chứ nó không có nực nội. Trời ơi, động lực like của em nha mấy chị. Mấy chị không chia sẻ em hết động lực like luôn.
sọc ba màu nha. Ai lấy sọc ba màu comment giùm em là sọc ba màu đi. Trời đất ơi, chỗ khác có bán toàn là 120, 150 không? 150 trở lên không á. Nguyên mặt được không hả? Ờ, nguyên mặt áo này thì nó gọn nha. Cái áo tam giác này nguyên mặt chắc nó gọn hơn mấy cái áo sọc, tại vì nó ôm người hơn nè. Ôm người, ôm. Chấm 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 chấm, chia sẻ đi mấy chị ơi. Còn thôi em ngân cái lô nè. Em qua em like cái lô khác đi. Đây là like lại cái lô đầm len nha. Có chị? Sọc bò không chị? Không có sọc bò chấm chấm đâu. Em ngân cái lô này em chuyển qua lô like cái lô đầm. Hôm bữa like còn sót mấy mẫu á, bây giờ em like cái lô đầm đó nha mấy chị. Này chưa ha. Chưa nữa. Trời ơi, mấy cái áo len này không lẽ cắt lại cái tết bán luôn. Đây phân to nha, ai thích phân to thì có phân to nha. Cổ này là cổ lọ nha mấy chị. Đây, cái này là một cái áo cổ lọ phân to nha ha. 70kg ngoài bận được hết luôn nha. 70kg ngoài bận được hết nha. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ nha. Ai lấy xám 75kg thì comment giùm em là xám 75 đi. Cho em ngưng like cái lô này, em like cái lô đầm quá. Còn đầm còn mấy cái kìa. Trời ơi đầm còn nhiều quá. Bị già chứ khó cái bài. Để em like sang cái lô đầm nha. Áo set khoác lúc nãy đi đi chị. Đây nè, đây giờ xong nè, em còn like cái lô này nữa mấy chứ, em like cái lô đậm nha. Lời like cái lô này mệt thiệt, không có ai mua trên chán. Đây giờ nha ha, ai lấy cái này thì comment giùm em là khoác cái set khoác. Nó có một cái áo ở trong nha, thêm một cái set khoác ở ngoài nha, thêm một cái khoác caro ở ngoài nữa, kẻ ở ngoài nữa nè, đẹp như chốt luôn. Rồi nhi, bây giờ em like mấy cái đầm hôm bữa nha. Mấy cái đầm hôm bữa còn sót lại, bây giờ em like nha, mọi người chia sẻ lại nha. Chia sẻ lại cho em có tinh thần em like thôi. Giờ để em bận cái này vô, đợi chút xíu nha. Đi qua bận cái này. Cái này bạn mèo có lấy không? Bạn mèo có lấy thì bạn mèo comment chị nha bạn mèo. Có hoài lai cái này là bận tới bận lui nữa nè. Bạn mèo ơi, cái chồng của em này cũng nó lụm đấy. Cái máy cho kèo. Bỏ cái yên đi chị. Cái gì vậy? Bỏ cái yên. Và bỏ đi. Em không lấy. Ok ok ok. Đầm này 89k đồng giá nha. Bỏ cái ghim đi chị được không? Bỏ ghim rồi. 89k đồng giá nha. Ai lấy cái body này comment giùm em làm body đỏ nha. Body đỏ 89k, cổ là cổ chữ V nha. Cổ chữ V nha mấy chế. Rồi ha. 89k, ai lấy thì comment giùm em là body đỏ nha. Rồi, đầm len 89k chuẩn bị chia sẻ lại, đặng em like đầm len nha mấy chị. Nè, bạn Phùng Loan này, hôm bữa mua một đống xong điện thoại cái là nói chị không thấy thế. Nguyễn Minh body đỏ nè. Nãy giờ có số chưa ta? Nguyễn Minh chưa có thông tin. Nguyễn Minh ơi, Nguyễn Minh cái thắt lưng này không có thắt lưng rồi nha, em bán rồi thắt lưng 50k nha. Không miêu bạn hả? Nè cái này hôm bữa có mấy bạn mua xả, sao điện thoại em bữa nay nó bị cái gì ta?
ai lấy, Nguyễn Minh lấy body đỏ thì cầm cho số điện thoại nha Nguyễn Minh nha. Rồi ai lấy cái này màu gì? Cái này là phong to nha mấy chị. Phong suông nha, cái này là phong suông nha, phong suông. Cái này là 60 60 ngoài cái 62 kg cũng bận được luôn. Thấy số điện thoại của bằng Nguyễn Minh nha. Nguyễn Minh ơi mua giùm hai sản phẩm nha, đầm cái nào mà dưới 100k thì mua giùm mình hai sản phẩm nha. Rồi ai lấy cái body, ai lấy cái đầm màu nâu suông này comment giùm mình là suông nha, suông nha. Suông 89k. Sao bữa nay bị cái gì ta? Chào mấy chế mới vô nha, chia sẻ like lại giùm em để em lấy đầm coi. Hôm nay bán được chị trơn rồi. Ủa cái ớn ốc. Đầm đỏ không? Đầm đỏ. Đầm tím của mèo kìa. Đầm tím của mèo Salem nè, chốt cho ăn mèo Salem một cái đầm tím nè, nó cũng là màu tím tím luôn á. Đây, một cái đầm con bò, con ngựa gì á. Cái này cũng là phong su nha, 70kg bận được luôn nha mấy chị. 70-75kg bận được cái đầm này luôn á. Ai lấy thì comment giùm em là sọc sọc nha. Sọc 70-75kg luôn nha. Cái chị này trang gì đó. Hồi non ơi, hồi nãy giờ em like. Hồi non nãy giờ em like áo ấm đen rất là nhiều rồi đó chị ơi. Để có bị giăng like chưa chị không chị? Không em. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là sọc đi, sọc bò nha. 75kg bận cũng được luôn nha mấy chế. Rồi ok nha chị Phan Ngọc. Ok nha chị Phan Ngọc. Chị Trang gì vậy? Chị Trang môn Vô Phương lấy cái gì? Xuân 89 hả? Ai? Vô Phương hết rồi. Vô Phương hết rồi, Vô Phương ơi. Xuân 89 từ từ chị like tới nha ha. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là sọc con bò 89k nha. Chắc là em sọc con bò này là rất là đẹp nè. 89k sọc con bò này là 65kg 70kg bận được hết luôn nha. Sớm bác cũ chị Hồ Chí Minh nha bạn. Shop có ship toàn quốc mà mấy bạn đừng có lo. Em ship hết mà mấy chị đừng có lo mấy chị. Có bác sĩ nha Phạm Quỳnh ơi. Có bác sĩ hết nha. Muốn mua sĩ gì cứ việc inbox em nha. Đây cái đầm xè nè. Đầm xè canh hôm qua còn được không? Còn được có con cá màu xanh nè. Ai lấy thì comment giùm em là đầm xè nha. Em cho mấy chị xem nè. Xuân hà nè, nó là xè gì nha ha. Đây nó là xè ở dưới đây đây. Lấy thì comment giùm em là đầm xè nha. Em còn một cái màu xanh này thôi, cổ tim rất là đẹp luôn. Mặc với cái thắt, mặc với cái thắt ngọc trai này cũng được nha. Mặc với cái thắt ngọc trai này được luôn á. Linh Trúc một cái xè hả? Rồi Linh Trúc một cái xè nha. Cái xè này bạn lên form ai ốp ốm là bạn rất là đẹp nha mấy chị. Ô cái này đẹp nè, em thích cái này nè. Để em bận lại cái này cho mấy chị xem nha. Đợi em tí nha, chia sẻ bài đợi em tí em thử cái này coi. Cái đầm của em nãy có nhìn hết không chị? Cái đầm của em là bạn Nguyễn Minh. Dù vô cái bao Nguyễn Minh nha. Cái này nó hỏi chỗ nào có hợp ấy. Đúng rồi 89k chị ơi, đồng giá 89k nha chị Camaro nha. Mấy chị có thể thắt chứ thắt lưng em, còn không thì không thắt cũng được, tại vì mấy cái đầm len nó dễ mặc lắm chị ơi. Dễ mặc và rất là co giãn. Nguyễn Minh, dạ đúng rồi, Nguyễn Minh màu đỏ là chị chốt rồi nha chị Nguyễn Minh ha. Rồi ai lấy cái body này comment giùm em là đen nha, đen ren nha, đen ren. Ở trên nó là ren thêu nha, mặt rất là mát luôn, lê ren. Cái len này mỏng quá, mịn chứ không phải là mỏng nên mặt rất là mát nha mấy chị. Đây ha, còn rất là co giãn nha. Chị like xong cho em coi mấy mẫu. Mấy chị muốn coi, mấy chị vui lòng coi lại like giúp em đi. Coi lại like giúp em là thấy hết nha. Áo ấm em like rất là nhiều, còn rất là nhiều mẫu luôn. Hôm nào em like tiếp áo ấm nữa nha. Mọi người chia sẻ like em lên nằm. Cầm len đồng giá 89k. Còn ít thôi, mọi người nhanh tay thì nhanh tay lượm đi, còn ít thôi chứ không có nhiều đâu. Đây là cái gì đây?
À, cái đầm này buộc cái sợi dây vô. Rồi. Củ chi Hồ Chí Minh nha bạn, 100 euro. Shop em có xếp toàn quốc mấy chị, khỏi lo. Rồi, ai lấy cái sọc này comment giùm em là sọc nha. Sọc nó có sợi dây buộc nè, rất là đẹp luôn. Sọc bây giờ lên cực kỳ mát, 89k. Lên cực kỳ mát luôn. Đỏ, đỏ đô. Đúng, đỏ đô rồi nha Nguyễn Minh ơi. Em không có đỏ tươi, nãy giờ em đâu có like cái nào đỏ tươi đâu chị. Thì Nhi đỏ thì đầm sẽ... Đầm nào thì Nhi ơi? Đầm sẽ là đầm nào thì Nhi? Không, comment gì là không biết đầm nào luôn á. Cái đầm con bò, đầm sọc đúng không? Đầm sọc đúng không? Phạm Quỳnh ơi, sọc còn nha. Chốt cho Phạm Quỳnh một cái sọc. Đây nè, là cái sọc là cái em đang cầm. Sọc này hay sọc? Sọc này hay sọc con bò trời. Ở trên đó là lên tới sọc này, cái sọc này á chị ơi. Rồi nha bạn Phạm Quỳnh. Phạm Quỳnh cái sọc này đẹp quá. Phạm Quỳnh có thông tin cho chị. Phạm Quỳnh hồi nãy có 89k nha. Ai lấy cái đen ren comment giùm em là đen ren nha. Cái này còn comment ai có hỏi nữa kìa. Sọc hết rồi. Rồi, cái này là một cái suông nha, cái suông của sơ mi. Ai lấy suông của sơ mi thì comment. 56kg vừa nha chị, cái sọc nó 56kg vừa. 56kg chị thạch, chị bận thật ôm ôm, nó đẹp. Không có đi. Rồi ai lấy cái xanh suông này comment giùm em là xanh suông nha. Xanh suông mấy cái xanh này là 56kg. 56 58kg bận được hết mấy cái này nha mấy chị. Đen ren cho bạn Khởi Trần Khởi. Ừ. Rồi Khởi Trần Khởi ơi, cho liền số điện thoại đi ha. Khởi Trần Khởi cho liền số điện thoại đi nha. Để em thử cái đầm này. Rồi cái đúng rồi, đen ren. Rồi mấy chị chia sẻ bài đi, đợi em thử cái đầm này cái. Đầm xe. Đầm xe là cái đầm của con Trâm đấy. Ai? Ai lấy đầm xe hả? Thì Nhi Đỗ. Thì Nhi Đỗ lấy đầm xe hả? Sao em không thấy cái bình luận đó trời. Đây là cái đầm xè nè. Mới thấy kìa. Mới ha, đây là cái đầm xè của canh nè. Đây, đây là cái đầm xè của canh ha. Đầm... Ủa, thì Nhi Đỗ lấy cái gì? Đầm xè. Thấy số điện thoại nha. Đầm xè của canh hả? Đầm xè của canh còn nha ha. Rồi, ai lấy cái đầm này comment giùm em là xanh xè nha, xanh xè không có thắt lưng nữa, thắt lưng em bán 50k đi kèm nha mọi người. Xong cái đầm xè này đẹp lắm luôn. Rồi ai lấy đầm xè comment giùm em là đầm xè nha. Nó bị thông báo cái gì vậy ta? Đầm xè. Đầm xè này có khoảng 52kg trở xuống là mặt đẹp nha. Đầm xè 52kg trở xuống mặt đẹp. Em bị đứng like rồi, ai đang xem cho em xin một chấm đi mấy chị. Hết thấy rồi. 67kg vừa xanh không hả? 67kg vừa chị. Nè 67kg cái đầm sọc này là bao vừa cho chị luôn nha. 67kg cái đầm sọc này em bao vừa cho chị luôn. Đầm sọc này là 67kg bận vô tư. Còn cái đầm xanh đó 67kg là bận vừa ôm chút xíu. Bạn gì nhắn hỏi gì? Lấy cho em cái đó kìa. Bạn Nhi Nhi vậy ha? Thì Nhi Đỗ lấy cho em cái đó là cái rồi nào? Thì Nhi Đỗ cho liền số điện thoại, cái địa chỉ nha. Đầm 89k đồng giá. Cái đó là cái tâm bận hả? Đúng rồi, cái em bận á. Có lấy thắt lưng thì comment thắt lưng 50k luôn nha mấy chế. Rồi, cái này là 67kg bận vô tư nha. 67kg bận vô tư. Xanh xuông, ai lấy thì comment giùm em là xanh xuông 67kg nè. Ok nha, thì Nhi lấy cái chị đang mặc nha, xanh phu. Cái bản cho số điện thoại. Hồi nãy ai lấy đen ren chị? Đen ren là... Rồi đen ren em còn một cái nha mấy chơi. Đen ren là hồi nãy là Khôi Trần. Rồi nghe, đen ren em còn một cái nè. Đen ren em còn một cái, ai lấy thì comment giùm em ren lá nha. Đen ren lá nha, hình cái lá. Cái này là foam body nha. Đầm xanh chị bận Camaro hết rồi. Đầm xanh chị bận hả? Kêu bạn gì cho số điện thoại, không cho thì Thi Nhi ơi, Thi Nhi cho số điện thoại, không cho số điện thoại mình chốt cho người khác nha.
Chamorro có số nè. Có rồi hả? Rồi nha. Vậy là hết cái đầm đó rồi Chamorro ơi. Rồi cái đầm này là 6, mấy chị muốn cái đầm này đẹp á là phải 60 kg, 62 kg đi. 62 kg đầm bằng đẹp cái đầm chữ nha. Ai 62 kg, từ 58 cho tới 62 kg thì lấy cái đầm chữ này nha. 58 tới 62 kg lấy giùm em đầm chữ đính đá này nè. Yêu cầu 56 đến 58 kg là bận đẹp đầm chữ này nè. Lấy thì comment giùm em đầm chữ này nha. Nó hơi rộng hơn ngay chút xíu nên em cũng có thử. Cái đầm ren ren lên ren 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 này đẹp sao không ai thấy comment. Còn cái bạn kia nãy bảo luôn. Em còn một cái ren này nha. Ở Nha Trang trời ơi, chị ở đâu em cũng có ship hết trơn á chị ơi. Ở đâu cũng có ship hết nha mọi người nha. Đồ cổ có tay ra được rồi nha. Rồi cái này không to nha mấy chị, cái này không to nha. Cái này là 60 vô. Trời ơi. 60 kg đi, 60 kg trở lên đi. Em nghĩ chắc có muốn co giãn á, 75 kg bằng cũng được luôn á, 75 kg bằng cũng được cái đầm đen này luôn nha. Ai lấy comment giùm em đầm đen nha. Đầm đen này sale cho mọi người, sale cho mọi người cái đầm này như ta. 69k luôn nha ha. Em sale cho mọi người cái đầm đen này 69k, ai lấy thì comment giùm em là đen 69 nha. Đen 69k, 69 kg, 70 kg như bạn vô tư cái đầm này. 69k luôn. Có được hai cái này. Phơm rất là to. Mấy chị nào hồi nãy hỏi 75 kg á, hỏi 75 kg thì lụm mấy cái này giùm em nha. Cái màu đen này bận lên á, bận chung với thắt lưng nó sẽ sang hơn nha mấy chị. Bận chung với cái thắt lưng thì nó sang hơn. Em còn sót lại màu đen thôi, là do hôm trước mấy cái màu kia khách lấy hết trơn rồi, giờ còn sót lại màu đen thôi nha. Đây là một cái đầm hồng, đầm thâm suông hồng nữa nè. Cái vai nó hở như vậy nha mấy chị, vai hở như vậy nha. Ai lấy thì comment giùm em về cái này màu hồng đi, thầm hồng nha. Đầm này 60-65 kg bận thành body luôn á. À 65 kg thì bận thành body. Còn phom suông suông này mấy chị mà nào mà 55 kg á thì bận thành phom suông nha. Màu hồng. Giờ lên chút một cái hồng nè. Trời ơi, cô bà lon phùng hôm bữa bà mua cho một đống vô. Gửi rồi nha Nguyễn Thí Linh ơi. Mai đen, Trinh là áo đen mặc đen đó dài không hả? Đen mặc đẹp hả? Dạ cảm ơn chị Mai Trinh nha. Đen đó dài không hả? Dài tới gói chị ơi. Tới gói hoặc trên gói chút xíu nha. Rồi đây là một cái đầm sọc nè. Đây là một cái sọc nha. Sọc này là tới nửa đùi thôi ha. Nửa đùi. Rồi mấy cái sọc này mấy chị ơi, 65 kg bận được hết, 65 kg bận được hết nha ha. Ai lấy thì comment giùm em là sọc nha. Gửi rồi hết rồi chị, mấy cái đơn cũ em đi hết rồi nha mọi người. Sọc nha, lấy cái này thì comment giùm em là sọc. Trời ơi, mấy cái này hôm bữa người ta mua một cái luôn á. Phê cái hồng đẹp á. Cái hồng bận dễ thương lắm nha mọi người. Lấy đi nữa đi chị. Đừng có thấy cái hồng như vậy á mà nói nó không đẹp nha. Chị nói là hổng chị lấy rồi. Ủa, hôm lấy rồi hả? Chị Thí Linh hôm lấy rồi hả? Đây em còn màu đen không mà mọi người ơi. Tại vì đa phần là phơm to, phơm to nên nó màu đen. Đặng nó che phơm lại. Đây là một cái đầm gì đây? Ô. Đây là một cái đầm tẻ nha. Cái này phơm nhỏ thôi, coi khoảng 54 kg cho xuống mặt đẹp nha. Ở dưới like nó có nói ren nè. Dưới like nó có nói ren xẻ lên tới đùi nha mấy chị. Ai lấy cái này comment vô đây là đen ren đi ha. Đen ren nha. Đen ren 89k đen ren này phơm nhỏ thôi, coi khoảng 54 kg, 55 kg trở xuống là bận phơm. Xem cái nào Thùy Dương ơi, xem cái nào nói gõ gõ lại mình cho xem cho nghe Thùy Dương. Nói gì không có biết xem cái đầm nào hết. Cô nói nữa nè. Chị Nguyễn Thí Linh, chị đang
Nhưng mà cũng ngon. Mà em gái điện thoại cho chị mà nói màu tím, chị nói ủa gì đó hả chị Thúy Linh? Cái màu hồng đó là màu tím á hả chị? Đúng rồi, ở ngoài đây là nó hồng hồng tím tím á. Ôi chị lấy lại đi, em giữ cái đó cho chị nha chị Thúy Linh ơi. Thôi chị cứ giữ luôn. Chị giữ đi, giữ cái đó lại đi. Thôi giữ thì ok. Giữ thì ok giúp em đi chị ơi. Sao đầm len cái gì mà nhiều với gì trời. Ủa cái đen này là khác nha mọi người. Cái này là một cái ôm nha, ôm xòe ở dưới nha. Để em thử cái này cho mọi người chị xem. Sao Ngọc? Để em thử cái này nha, đợi em chút xíu nha. Sao chứ? Chị xíu trang thôi, cho xem cái đen xe lớn lại. Cái đen xe lớn là cái nào vậy? Cái người ta là em xeo á. Cái đầm của em có ai lấy cho chị? Đầm có thì như em dục ở đây nha. Cái đầm xeo mình xeo 79 trang hả? 89 trang hả? Ừ, xeo 89 đúng không? Ừ. Rồi rồi, để em vô lại nha chị. Bạn cái này như búp bê á. Như búp bê. Ai thích ôm thì mặc nha mấy chị. Ai thích như búp bê thì tặng mấy cái này nha, nó hơi ngắn nha. Đa phần là nó size to nên nó chỉ có một màu thôi mấy chị ơi. Ý lộn, ừ đúng rồi, dành cho nó người size to nên nó chỉ có một màu đen thôi. Đó ha. Cái mà em sale 60k hồi nãy hả chị Ngọc? Đây, cho mọi người xem cái mà em sale 69k hồi nãy nè. Ủa không phải, cái này là cái gen body. Không có zoom mọi người á. Chưa có về lâu zoom đâu, em chưa về lâu zoom. Không biết đâu, không biết sale rồi, dục ở đâu. Điện thoại Mỹ gì nó cứ thông báo tạm dừng hoài. Rồi, ai lấy cái len túi thì comment giùm em là len túi nha. Nó có cái túi ở đây nè. Nó có cái túi ở đây nè, nó phối như thế này. Em cho ok xem nha chị. Được không? Ha. Rồi, rồi ai lấy cái này, cái này là phun xu nha chị. Gái xương rồng trả bằng thẻ cào được không chị? Không có được nha bạn gái xương rồng ơi. À mua một cái thì trả thẻ cào được nha. Ai mua một cái thì trả thẻ cào được cho em nha. Nó xin giờ thông báo có trình hạn chế. Rồi, ai lấy cái này thì comment giùm em là túi nha. Túi nha, phó cái tay nè. Cái này là phom suông nha mấy chị, cái đầm túi là phom suông nha. Nói gì Ngọc em không nghe. Cái bạn đó hỏi là mua trả bằng thẻ cào được không chị? Trong cái dưới là trả bằng thẻ cào được chứ, nhưng mà mua ít thôi nha. Mua ít thôi mới nhận thẻ cào nha, còn không thì chuyển khoản cho em đó chị. Chị Nguyễn Thúy Linh nói là để coi, để chị coi cái nào nữa không, rồi gửi luôn. Là giữ cái tím đó cho chị. Đi mang cái tím nữa cho chị. Em thích cái này cũng chốt luôn nè. Hôm bữa kiếm cái này không có nè. Cái tím nãy đưa chị gửi cho chị. Rồi nha. Cái đầm đẹp quá à. Thôi để em bận cái này nữa nha mấy chị. Em bận cái này nữa cho mấy chị xem. Còn có vài cái nữa là hết rồi. Còn có vài cái trong cái lô đầm này là hết rồi nha. U chú trời. Đợi chút xíu đi mấy chị. Cái đèn à. Ít người xem nữa à. Bỏ cho nó khó. Bỏ nó cực quay quá trời. Có đầm kiểu nha. Đầm xuông đi chứ. Mấy chị ơi, em mà lai đầm xuông, cái người này kêu lai đầm body. Em lai đầm body, cái khách hỏi đầm xuông. Để chị bán cái đầm hồng sau lưng. Cái đầm hồng sau lưng. Đầm này hả? Đầm này 160k, bạn gái xương rồng 160k nha. Lấy thì cứ cọc cạc cho mình không sao nha. Cứ lấy cạc điện thoại cho mình không sao nha. Còn rồi. Không em nãy cái lợi dương nó lấy nó. Còn, em còn. Rồi nha ha. Ai lấy cái đầm ren này á thì comment giùm em là cái đầm ren hồi nãy em mặc á, sale cho mấy chị 69k nha. Ai lấy ren 69 comment giùm em là ren 69 nha. 52, 54 cái chở xuống mặt đẹp nha. Cái ren này á
ren 69k nha. Mấy chị nào mà nhỏ nhỏ con á, ai nhỏ nhỏ con thì bận hình nó đẹp hơn. Em cao quá thì em, em cao em bằng hơi ngắn nha, nhưng nhỏ con thì mặc nó đẹp hơn. Body em đang mặc, body em đang mặc toàn là màu đen, không nhìn thấy có mặt luôn. Rồi đầm này là không suông nha mấy chị, đầm này là không suông nha. Cái sọc, cái sọc sọc này là cỡ khoảng nhiêu ký mặt đẹp ta, 58 kg đi, 58 kg mặt đẹp cái này nha, 58 kg bằng đẹp cái này nha. Vi Nguyễn, áo khoác len nào không hả? Còn một cái áo khoác len nha, áo khoác len còn, giờ không biết nó nằm đâu thôi, nhưng mà có áo khoác len mới về nha. Sọc này ai lấy sale cho mọi người là 69k cái sọc này luôn nha, 69k cái này là không suông, không suông, cái sọc này là không suông nha. Ôi, chị Ngọc Tố kìa, chào chị Ngọc Tố, lâu quá không gặp. Trời ơi chị Ngọc Tố ơi, hồi nãy em like mấy cái áo không? Em like mấy cái áo len dày đẹp quá chị Ngọc Tố. Các chị Ngọc Tố coi like lại dùm cho em quá à. Đầm xuông tay lỡ chị kìa, vô phương. Đầm xuông tay lỡ là cái nào? Hay là kêu em like coi lại cái đen, cái đen nào mọi người ơi. Vi Nguyễn hả? Rồi cái đầm này, đây cái đầm này làm sale cho mấy chị 69.000 nè, đầm không to 69.000 nè. Cho chị coi cái áo len của chị rồi ok. Chị lấy giùm em cái áo này của chị Ngọc Tố giùm em đi, trong cái sọc. Dạ dạ, đợi em cho like cho xem liền nha chị Ngọc Tố. Rồi cái đầm này làm sale, ấy đây chị. Cái đầm này em sale cho mấy chị là 69.000, nó là form, nó đầm len nha, đầm len nha, form suông hoặc rộng nha mấy chị. Thích suông thì nó suông, thích suông ai to to 75 kg thì mặc thành form body. Còn ốm ốm tí khoảng 60 kg thì bận trọng. Chị cứ lên hỏi gì lên xương đen chị mặc thường không? Xương đen hả? Quên hỏi quên chị xương đen ký à? Rồi 69k chị nhiêu ký cho em số ký là nghe mới canh được chị ơi. Đây là cái đầm, cái áo của chị Ngọc Tố là để cho chị Ngọc Tố xem nha. 48kg hả? 48kg bằng cái đầm ren hồi nãy á vô phương ơi. Cái đầm ren tầng 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 ở đây á, đầm ren nó sale cho mấy chết 79.000 á. Ừ cũng được ha, bốn mấy ký bận cái đầm này đẹp. Đây là cái áo của chị Ngọc Tố nha chị, áo y như canh luôn nha, y như canh mặt luôn đây ha, lộn y như hình chứ nó lộn y như canh. Đây chốt thì ok giùm em chị Ngọc Tố, có một cái một thôi, không có cái thứ hai đâu, 120k đó. Sáu mươi ký đen xuông, trời ơi 60kg bận vô tư chị ơi, 60kg chị ok, chị Ngọc Tố ok. Còn rất là nhiều sọc, chị Ngọc Tố xem lại like được sọc giùm em nha. Dạ chị Ngọc Tố ok kìa, 60kg bận vừa. Mấy cái đầm đen hồi nãy giờ em dơ hết nha, đầm đen này em dơ, đầm đen có một cái lỗ ở đây, xe cho mấy mọi người 69k là 60kg bận vô tư đó nè. Mấy cái ren này, mấy cái ren này thì ôm ha ha, cái ren này thì ôm có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nè, 55kg trở xuống mặt đẹp. Dạ lấy cho chị nha chị Ngọc Tố ơi, rồi để em lấy cho chị. Còn nhiều sọc lắm chị Ngọc Tố, chị ghi cái đó cho chị Ngọc Tố nha mấy. Đầm len thì 89k đồng giá nha mấy chị. Cái này là cái gì đây? Rồi nha, cô này hôm to nha, 70kg 60kg, 65kg, 70kg, 70kg thì bận thành ôm body nha. Còn ai dưới 70kg thì 60kg, 65kg bận được hết nha. Comment dùm em là trắng đi, trắng đen đi, trắng đen để em biết nha. Dạ chị Ngọc Tố ơi, cái áo của chị là 120k đó chị, 120k cái áo đó nha. Còn mấy cái đầm len này là 89k hoặc là dưới 89 tùy theo cái em sale nha mấy chế. Cái trắng đen này đẹp lắm, cái trắng đen là giải mịn nha ha. Chào mấy cái mới vô nha. Chị nghĩ mới lên nói 60kg vừa không đen xuông á. Đen xuông 60kg vô tư chị ơi. Ngọc Tố ơi cho em lại số điện thoại đi chị, số điện thoại lâu quá hả, cho em lại đi. Mấy cái này để bữa sáng em làm. Dạ trắng đen chị Ngọc Tố lấy nè, trắng đen 89k cho chị Ngọc Tố. Coi giùm em phải không chị? À đúng rồi, nó nè.
Hôm nay người đẹp lắm luôn á. Sau Huy Nguyễn hả? Đợi chút xíu nha, bóc có cái lô nào cho xem lô đó nha. Tiếp tục là cái đầm sơ mi nha. Sơ mi có sơ mi gà nút nha. Nút này là nút gài nha mấy chị. Cái này là cái đầm xuông sơ mi nha. Trời ơi cái đầm này, cái này là đẹp là 65 nha. Ừ 65, 65 kg bằng mấy cái này đẹp trời luôn nha mấy chị. Trắng đen em hết rồi Thùy Trang ơi, 69 cây trắng đen em hết rồi. Lê Diễm cũng có cái đầm ren, đầm ren kìa em. Đầm ren 55k. Ủa đây em đâu có cái đầm ren là 55k đâu. 55kg chị Lê Diễm ơi, không có 55k đâu chị. 55 nó 55kg á, cái đầm ren nó sale cho mọi người 79k ha. Rồi Nguyễn Minh cái xuông sơ mi nè, chốt cho Nguyễn Minh nè. Dạ chúc chị cho em bị chỉ gì một tối. Nguyễn Minh có thông tin cho chị. Có. Nguyễn Minh có thông tin rồi không? Rồi nha, ai lấy xuông sơ mi comment giùm em là xuông sơ mi nha ha. Trắng đen cái thì trang gì trên nó có một số hàng. Hết hàng rồi, trắng đen còn một cái thôi. Nè chị. Nguyễn Minh 89k cho bạn Nguyễn Minh nè. Rồi ai lấy xuông sơ mi comment xuông sơ mi nha, xuông sơ mi thì em còn. Rồi cái này thì form body nha. Form body nha. Cái này có khoảng 54kg cho số mặt đẹp nè. 52-54kg. Ai lấy thì comment giùm em là đen body nha. Đầm ren 55kg Lê Diễm ok nha. Đầm ren 55kg là ren xẻ đúng không? Đây nè cái ren này 55kg nè. 55kg bận ôm đó nha bạn Lê Diễm ơi. 55kg bận ôm nha. Nãy theo cái đầm này nhiêu rồi chị Ngọc ha? Đầm xẻ bên đây sáu mươi chín trăm hay là 79 sáu à mình nghe gì nghe 69 bạch lấy cái đó hả Lê Diễm lấy cái đó hả ừ. Trời ơi Thúy Linh xả cái hồng hả Thúy Nguyễn Thùy Linh Thúy Linh xả cái sơ mi đen rồi nha cái Lê Diễm ơi Lê Diễm cho liền số điện thoại với địa chỉ nha. Cái đầm ren này hồi nãy em xem 69k nè. Thúy Linh chị đâu có cái nào. Thúy Linh đâu có cái đầm nào sơ mi đâu Thúy Linh ơi. Chị có giữ cái này thôi à. Thúy Linh không có đầm sơ mi nha ha. Rồi Lê Diễm chốt cho Lê Diễm. Lê Diễm cho em số điện thoại. Cho em số điện thoại cái đầm này 69k nè chị. Quỳnh Như coi lại cái đầm đen xu hả. Đợi em chút xíu cái đầm đen xu cái đầm nào. Đây cái đầm đen xu nè chị. Đầm này hả 60 mấy ký, 70 mấy ký bận vừa trên 69k, xe cho mấy chị 69k luôn nha. Nó có nó là cổ với cổ lọ nó có khoét ở trên đây nè, bận là cái này không có hở đâu, cái này nó nằm trên cổ ở trên ha. Rồi ai lấy cái này thì comment giùm em là đen xuông 69.000. Form này là form to, mấy chị nào to to hốt đi. Còn cái này là body. Body này là 89k ha, cổ này giống như cổ lọ nha. Lấy cái đầm sơ mi xuông đen. Bạn Nguyễn Minh là Thúy Linh lấy chứ không có xả. Chị đọc là comment giùm em thấy. Lê Diễm thấy số điện thoại bằng Lê Diễm nha. Lấy cái đầm suông. À lấy cái đầm suông sơ mi đen. Chữ sơ mi. Đây cái đầm suông sơ mi đây nè. Em đọc lộn với chị ơi. Rồi nè chị. Còn Lê Diễm là chỉ có một cái thôi đúng không? Lê Diễm mới có một cái ha. Lấy Diễm là có rồi, có gì rồi nha. Cái đầm này thì cái đầm body. Ai mới hỏi em cái đầm gì vậy? Váy suông không? Váy suông em rất là nhiều. Cái Hằng Phương cái đen đang mặc 50kg vừa không? 50kg bao vừa nha chị Hằng Phương ơi. 50kg. Rồi ai lấy cái body này thì comment giùm em body đen cổ trắng. Cái cổ của nó có trắng nha. Body đen cổ trắng. Hôm nay cái điện thoại nó bị gì mà nó báo trắng dụng hoài trời. Mấy cái đen xuông này á. Trời ơi, Kim Phường Phan ơi, đầm xuông 6 mấy ký em dơ lên cho mấy chị xem rồi đó. Nè. Cái này thì 65kg thôi nha. Cái này 65kg đầm xuông sọc nè. Ai lấy thì comment giùm em là xuông sọc 65kg sale cho mấy chị luôn. Trời ơi, sale 79.000, sale 79.000 luôn.
Còn cái này thì 68kg là bằng vô tư lự ha. Vô tư lự 68kg cái đầm này. Đầm đen 68kg nè. Đây, Quỳnh Như đen, đen dưới là chị là đen đâu. Rồi nè, cái đầm này là 68kg nữa nè. Cái đầm sọc này 68kg bằng vô tư nè. Bạn đó. Vô phương mấy cái xu sọc 79k. Rồi nè, chốt cho bạn vô phương giùm em đi chị. Vô phương có cái... Cái rồi nha, cái này cũng là sọc nè, 68kg mấy chị bận vô tư luôn, 89k nha ha. Sọc mấy cái lem này đi chỗ khác nó bán chắc cũng tệ nhất cũng 120.000 á mấy chị ơi, tệ nhất cũng 120.000 cái lem này đó. Bên dưới là đen nào ta. Rồi nè, cái đầm này là 69.000 nha. Ai lấy cái đầy xuông to nè, comment giùm em là xuông 69 để em phân biệt được nha. Xuông 69. Lấy đầm đen xuông 68 con ok nha chị. Rồi nha, chị Kim Hồng Phạm nè. Nhân Nguyễn ơi, đầm sọc ok. Cái này là của Nhân Nguyễn nè. Nhân Nguyễn chị có đơn rồi không? Nhân Nguyễn có đơn chưa chị? Nhân Nguyễn nhớ đợt trước mình có rồi. Chị hả? Này chị Nhân Nguyễn để giùm em ha. Em ghi giá rồi. Kim Phương Phạm 69, này là 69 ngàn nè cho chị Kim Phương Phạm nè. Có số điện thoại cho Kim Phương Phạm cho chị? Có rồi không ạ. Rồi, mấy chế ơi cho em liền địa chỉ đi mấy chị, đang em chụp màn hình nha. Ok Kim Phương Phạm. Kim Phương Phạm 69 ngàn đúng rồi chị. Tầm 69 ngàn nha. Xuông 69k cho bạn Nguyễn Thu nữa nè. Cái đầm xuông này rất là đẹp luôn. Mấy chị không lấy là mấy chị tiếc luôn á. Đâu rồi ta? Còn em nhớ còn cái nó tiêu rồi. Không phải. Chị ghi ngoài tờ giấy dùm cho em đi chị. Ngọc Tố ơi, đầm sọc hả? Đầm sọc bao giờ chị Ngọc Tố? Đầm sọc này chị đẹp luôn nha. Cái này là của Kim Phương Phạm không em? Nguyễn Thu có lấy thì ok nha. Cái đầm đó là tới đây nha Nguyễn Thu. Cái đầm đen đó là bằng giống như cái đầm này luôn nha. Cái đầm sọc là chị, đầm sọc con bò là chị Ngọc Tố vừa luôn nha. Chị ghi giùm em tờ giấy á là Nguyễn Thu. Cái đầm 69 ngàn để lát em nhớ em tìm. Nguyễn Thu chốt cái đầm 69k ok nha. Nguyễn Thu ơi cho địa chỉ luôn đi Nguyễn Thu ơi. Ủa Kim Hồng Phạm, Kim Phong Phạm nãy giờ có một cái một à mà. Ừ. Có một cái một à chị lấy hai cái là cái nào nữa? Chị có một cái một à chị Kim Hồng Phạm ơi. Đâu thấy chị hai cái đâu ta. À, chị thôi xả của Nguyễn Thu ra hả? Ừ. Đây là cái đầm. Trời ơi, cái đầm này cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Đầm này là 60 mấy ký, 65kg bận được hết luôn nha. 65kg ngoài sau của nó có nút nè. Comment giùm em đen nút đi phân biệt nha. Cái này là nó xòe đuôi cá nè. Em chị Ngọc Tố nó cho coi lại gì vậy? Dạ để em cho coi lại chị Ngọc Tố coi lại cái đầm sọc ha. Giờ để em cho coi lại chị ơi. Rồi ai lấy cái đầm nút này comment giùm em là nút nha. Dạ đầm nút nè 89.000 nè. Khối len, khối lưới nha mấy chị. Cực kỳ đẹp nha. Là sau lưng một hàng nút luôn. Ở dưới đây là chất dạ nha. Đuôi cá là dạ nha. Comment giùm em là đen nút đi. Đen nút là 65 cân bằng được nè. Để từ từ em cho xem nha chị. Đầm đen sơ mi bao nhiêu chứ lên đó. Đầm đen sơ mi 89 ngàn nha chị. 89. Đen nút. Đây nè, cái đầm đen 60, cái đầm đen 60k nó dài tới đây nè mấy chị. Đó, Nguyễn Thu coi giùm em nha. Đây là cái đầm đen 69k nè. 69k nè. Đó, nó dài tới đầu gối vậy nha bạn Nguyễn Thu nha ha. Lấy thì comment giùm em lại nha. Không ngắn đâu chị ơi. Có 69.000 hà, cực kỳ rẻ rồi. Mấy chị ơi, cái chất len này đi vô shop mua biết bao nhiêu tiền. Vô Phương trước giờ có đơn nè. Vô Phương trước giờ có đơn, Vô Phương có đơn rồi. Có gì em inbox. Vô Phương nãy giờ lấy cái gì? À Nguyễn Thu lấy nha. Giờ này chị bỏ tờ giấy Nguyễn Thu vô đi chị. 69.000 á. Chị gặp rồi. Bỏ rồi hả? Nguyễn Thu lại có số điện thoại. Đây nè chị Ngọc Tố ơi, cái đầm sọc này là 70kg em cũng vừa luôn nha chị.
Sọc đẹp lắm. Ở ngoài trước có hình con ngựa nhỏ nhỏ nhỏ. Đây là 69k luôn. Đầm sọc 89.000 nè. Mấy cái đầm này chỗ khác chắc chắn nó phải bán từ giá 180. Đầm đen sọc của em là đầm có hình con ngựa. Ngân Nguyễn. Không phải rồi hả? Đúng không? Nhân Nguyễn đúng rồi đầm. Đúng rồi Nhân Nguyễn ơi, cái đầm của Nhân Nguyễn là đầm sọc y chang như vậy luôn nè. 89k. Đầm em mặc bao nhiêu tiền? Dạ 89k chị Trần Thở Trần ơi. Rồi em còn một cái sơ mi đen á, có ăn chốt cái sơ mi đen không? Cái đầm nút đẹp muốn chết luôn, mới lấy hết trơn á. Kim Hồng Phạm 89k sọc nhé. Chết che không? Sọc còn không ta? Ủa cái chị này hồi nãy hỏi có lấy sọc không á? Khoan nha mọi người, để em coi lại nha. Cái Nhân Nguyễn ơi, Nhân Nguyễn chị có lấy không chị? Nhân Nguyễn, Nhân Nguyễn có đơn cho chị? Có một cái một hả? Ừ, có một cái này. Kim Hồng Phạm. Nhân Nguyễn ơi, thằng Phương lấy đen đăng mặt này chị ơi. Chị ghi vô tờ giấy giùm em cái thằng Phương nha. Rồi cái đầm này em chốt cho chị Ngọc Tố nha. Để em coi còn đầm sọc không nha. Hình như em hết đầm sọc thì phải. Chị Nhân Nguyễn có lấy không? Không lấy em chốt cho chị Kim Phong Phạm nha. Tại vì chị Nhân Nguyễn. À chị Nhân Nguyễn lấy. Có một cái vui lòng mua giùm em hai cái đi được. Em đừng xả, em không có xả đơn nha. Cái này của chị Ngọc Tốt nè. Ngọc Tốt. Chị Hằng Phương lấy cái đầm em đăng mặt nè. Rồi để em lấy cái đầm đăng mặt cho chị nha. Hằng Phương này có đơn chưa ta? Nguyễn Hồng lấy cái sọc đen đang cầm. Chị Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng lấy cái đầm sơ mi nút này đúng không? Trời ơi em bán hàng niêu chứ phải hàng second hand nha chị Vũ Minh Thư ơi. Tất cả là hàng niêu mấy chị ơi. Đây cái đầm này là chị nào lấy ta? Hằng Phương. Hằng Phương lấy cái đầm em đang mặc. Chị đóng bằng, chị chụp màn hình của Hằng Phương giúp em nha ha. Rồi Kim Phong Phạm, chị xem cái sơ mi nào. Đây nè cái sơ mi đây nè mọi người ha. Cái sọc đen đang cầm chị Nguyễn Hồng lấy cái này đúng không? Chị Nguyễn Hồng cho em lại số điện thoại, số địa chỉ đi. Chị Nguyễn Hồng có đơn chưa chị? Không em. Ủa Nguyễn Hồng là khách mới hả? Ừ. Chị Nguyễn Hồng ơi, chị Nguyễn Hồng cho em số điện thoại với địa chỉ. Còn không thì em để cái này cho chị Kim Phong Phạm nha. Tại vì còn có một cái một à. Em còn cái này em thấy dễ thương, ở ngoài nó dễ thương. Mà mấy chị lên like chắc mấy chị không thấy nha. Ai lấy cái này thì comment giùm mình là túi nha ha. Túi nó có cái túi giả ở đây này nha. À Nhân Nguyễn đã hàng qua Shopee rồi, ok nha. Rồi rồi bạn Kim Phong Phạm lấy cái đầm em đang cầm. Nè chị. Chị kia không thấy cho số điện thoại. Rồi nghe chị Nguyễn Hồng ơi, chị chưa cho số điện thoại nên em chốt cho chị Kim Phong Phạm rồi nha. Còn cái đầm em đang mặc là ok nha chị Kim Phong Phạm. Chị cái đầm em đang mặc là của chị Hằng gì đó đúng không? Hằng Phương. Hằng Phương có số điện thoại rồi. Rồi để em thử một cái đầm nào cho mấy chị xem đây. Để em thử một cái nào. Sọc ngang hả? Sọc ngang em hết rồi chị ơi. Đây là một cái đầm sọc. Đây là cái đầm sọc đỏ nha. Đen đỏ. Ai lấy cái này comment vô em sọc đen đỏ nha. Bạn vô thì tim lắm nghe mới chết. Ai lấy cái này comment vô em là sọc đen đỏ đi. Phân biệt nha. Sọc đen đỏ. Sọc đen đỏ này mấy cái phone này to lắm mấy chị. 60kg mấy chị bận được hết à. À cái hồng sợi rộng hả chị Thúy Linh? Vậy chị đưa ra em xả cho chị Thúy Linh ơi. Sợ rộng nữa em xả cho chị Thúy Linh. Dạ Thúy Linh có cái hồng á. Em xả cho chị Thúy Linh ơi. Mất để mất công rộng á khó bận lắm nha. Đầm nào bạn Nobile ơi. Đây là cái đầm màu hồng này. Nó tím tím hồng hồng vậy đó. Ai lấy thì comment giùm em là hồng đi nha. Hồng nó khoét vai nha mấy chị. Cái hồng này rộng nha. Phơm này là phơm rộng nha. Xuông rộng nha. Mọi người trên 65kg hả lấy nha. Thích rộng thì 60kg bận cũng được. Ai thích rộng thì 60kg bận cũng được. Màu hồng. Cái đầm hồng này dễ thương. Nobile ơi hỏi cái giờ ta. Em không hiểu luôn á. Thằng để em đưa cái em đang mặc cho. Chị Nguyễn Thúy Linh nói là chị 60kg là bận vừa chứ. 60kg bận vừa. 60kg mà lùng lùng là bận được. Chị Nguyễn Thúy Linh như 60kg mà cao lắm á.
Rồi đây em thử cái đầm ớt, cái đầm này đầm ôm nha mọi người. Cái đầm này là có khoảng 55kg trở xuống mặt đẹp nha. Ai lấy thì comment giùm em trắng đen 55kg đi. Trời ơi cái chất len này nó đẹp á, dày dặn cực kỳ luôn. Nó dày dặn cực kỳ luôn á. Rồi nè, tay dài nè ha. Đầm xòe tay dài, ai lấy thì comment giùm em là xòe đi ha. Xòe, có đẹp không? Cái đầm xòe này cầm nặng chật luôn mấy chị ơi. Nặng cực kỳ nặng luôn. Em có cái mấy cái đầm ngang á. À đầm tay dài có túi hả luôn đi lê rồi ok. Đây nè, đầm tay dài có túi nè, 89k nè. Đầm sơ mi nha, cổ là cổ sơ mi, có túi nha. Tay cũng là phối giống như túi vậy đó. 89k đầm thông suông nha mấy chị. Thích thông suông lụm cái này ngay, còn có một cái thôi nhận ba hết rồi. Lấy thì comment giùm em là ok nha Nobita lơi, rất là đẹp. Chị xả ra nè, hồi nãy em cái đó là hồng nha, hồi nãy khoét vai hồng nè, cái này là khoét vai vàng nha. Trắng đen cái chắc ôm không vừa đâu chị Trang Moon ơi. Đầm xòe tay dài nhiêu ký vừa, đầm xòe tay dài á đẹp là có khoảng 55kg trở xuống thôi. 55kg thôi nha mấy chị. Rồi cái hồng, hồi nãy là màu hồng khoét vai rồi, cái này là vàng nha. Vàng khoét vai nữa nha. Cái đầm đen nè. Xòe tay dài đầm đen nè. Chị đọc comment của ai à? Cũng khen luôn. Trắng luôn cái đầm xòe không vừa. Trắng đen không vừa chị ơi. Đầm bao nhiêu mới cầm ra? 89k mấy chế ơi. Đầm mà em không nói giá là 89k, tại đồng giá 89. Còn đầm nào em nói là em sale á. Cái nào mà em nói giá là em sale á. Rồi nha, màu tím xả ra rồi. Hồi nãy em có khoét vai tím nha, khoét vai hồng nha. Để em coi cái này là cái gì đây. Ai còn đang xem xin một chấm đi mấy chị. Thôi. À cái đính đá nè, hồi nãy có trắng bây giờ, hồi nãy có đen rồi bây giờ có đỏ nha. Ai lấy chữ đỏ thì comment giùm em là đá đỏ đi nha. Đá đỏ này 60 chứ phải 60kg bận mới đẹp á. 60kg bận gì? Nè. Coi dạng lắm, 60kg bận đẹp cái này luôn nha mấy chị. Trời ơi, hiếm lắm mới có mấy cái đầm phân to này lụm đi mấy chị ơi. Rồi. Sao cái này chị tắt không ạ? Rồi bọc cho em một cái kéo á chị. Em cắt cái mạc này đi. Có mấy cái mạc này. Đá đỏ chốt cho bạn Trần Khởi Trần. Trần Khởi Trần ơi, 58-60kg mới mặc vừa cái đá đỏ này nha. Xong 68 không? Lộn, 58-60kg mới bằng vừa cái đá đỏ này nha mọi người. Cái đá đỏ này đẹp lắm nhưng mà nó phơm. Phơm body á, mới ai mà xấu cỡ dạng thành đó bận thành body mới đẹp nha. Được không? Được thì ok. Nè, cũng cần phải Trần lấy á. Em có cái đá đỏ với cái đá đen nữa nha. Trời ơi, 48kg không có vừa đâu. Xả rồi đi em ơi. Áo len cũ cam rất là nhiều nha cô Mỹ Yến. Nè ai lấy cái đá đỏ này có khoảng 58kg bận đẹp nè. Đá đỏ này là 58kg bận đẹp nha. Rồi 48kg thì lụm cái này nha. 48kg thì hốt cái chữ đỏ này. Ai lấy cái này comment giùm em là chữ đỏ đi ha. Chữ đỏ 48kg cái này muốn đẹp á. Muốn đẹp là 52kg trở xuống là bận bao đẹp. Cái chữ đỏ này nha, 52kg trở xuống bận bao đẹp cái này. Rồi đá đỏ cho bạn Tạ Bích Huyền nè. Tạ Bích Huyền cho em xin thông tin đem chốt đơn nha. Đạt Tạ Bích Huyền ơi, 89k Tạ Bích Huyền. Nó sao chị chế chị tắt cái này mà mình. Sao em cứ bị đá đỏ hả? Thu bé Lê hả? Chữ đỏ trăm euro nè, chốt cái chữ đỏ cho trăm euro nè. Trăm euro có thông tin chúng ta. Ủa chữ đỏ với đá đỏ khác hả? Khác chị. Cái này là Tạ Bích Huyền. Dạ Tạ Bích Huyền cái đá đỏ, chữ đỏ. Rồi em thấy số điện thoại của Tạ Bích Huyền nha. Rồi bạn Chamaro ơi, Chamaro cho cái chữ đỏ là cái này á, thì comment số điện thoại nha Chamaro. Giờ em có cái sơ mi nâu nè, sơ mi nâu thì còn có một cái thôi. Rồi thấy địa chỉ của chị Chamaro nha.
Rồi, ai lấy cái này comment cho em. Cái này là đầm ngắn nha mấy chị, mặc chung với quần, mặc chung với quần sọt ở trong thành thành cái một cái áo nối quần nha. Ai lấy thì comment giùm em là nâu đi ha. Nâu đi, nâu đen đi, nâu đen nha. 89k, cổ sơ mi rất là đẹp luôn. Ở trong nó có lưới á, ở trong nó có lưới, ở dưới đây nó dập ly nè. May rất là kỹ luôn nha mấy chị. Dạ đầm em mặc vải len chị Lâm Kiều ơi, nhưng mà hết rồi, cái em mặc hết rồi, để em kiếm cái khác em mặc ha. Cái em mặc có khách lấy rồi. Len thôi mà em bán toàn bộ len không phải len nha. Rồi cái này là nâu nha, nâu xòe, cái này ai muốn đẹp á. Ô, cái này là 60 luôn. 60 kg bằng cũng vừa luôn nha, 60 kg trở xuống bằng vừa hết nha. Đàm hôm trước em bán gần hết rồi nên hôm nay còn có nhiều món à mấy chị ơi. Em bận cái đàm sập sập rồi cho mấy chị xem ha. Em hai đợi em chút xíu, bắt đầu chia sẻ like đi, đừng đợi em chút xíu nha mấy chị. Chị cái đàm của em hình như có người lấy luôn không chị? Hằng Phương. Né né ra đây đi bà. Dạ chưa. Bữa nay cái điện thoại nó bị gì vậy, nó cứ báo tắt, đóng nó rụng hoài. Cái này chị tắt rồi sao nó cứ nó còn hoài. Đây, đây là cái đầm phom to nha mấy chế. Phom to nha ha. Tại vì em ốm quá nên em bận hành rộng á mấy chị, nào mà 60 mấy ký. 65 ký bận cũng vừa luôn nha. 65 ký bận cũng vừa luôn. Cái đầm này bận cũng không có luôn nè. Sau lưng nè. Sọc nha. Ai lấy thì comment cho em là sọc đi. Đẹp lắm. Sọc là mặt mát cực kỳ. Xanh sơ mi hả? Ủa xanh sơ mi còn nữa nè. Nãy giờ có ai lấy xanh sơ mi không? Có mấy chị thấy như lan rồi. Chị hả? Chị có đơn rồi. Rồi rồi em còn xanh sơ mi, hồi nãy có ai hỏi nè. Xanh sơ mi nha. Ai lấy thì comment giùm em là xanh phu. Mấy cái đầm này 65kg bằng vô tư. Comment giùm em là xanh phu nha. Xanh phu, xanh phu 65kg là bằng vô tư. Cái xanh đẹp quá. Thấy em mập mập chứ chùa là bận. Minh Chí một cái sọc nè. Ai lấy thì comment tiếp giùm cho em nha. Rồi, phom suông bằng Hương Giang nè. Hương Giang chưa có. Hương Giang ơi, cho số điện thoại với địa chỉ. Hương Giang lấy cái xanh suông này đúng không? Mạng bị gì hả? Chị Mai Trinh một cái sọc nè. Ô chị Mai Trinh một cái sọc nè. Hương Giang lấy gì? Phom suông. Chị Mai Trinh hồi nãy giờ như chưa có. Thì chị Mai Trinh là khách quen. Giá 89k Hương Giang ơi. Áo em đang mặc 89k. Dạ em chốt cho chị Mai Trinh rồi. 89k chốt cho chị Ngọc Tố một cái xanh nè. Bầu bì mặc được không? Bầu bì mặc vô tư mấy chị ơi. Ngọc Tố một cái xanh nè chị. Mai Trinh là khách cũ á. Nè mấy chị ơi, trời ơi bầu bì mấy chị lo gì nè. Em còn có một cái sọc này thôi nha. Xanh xuông chốt cho anh Nguyễn Thu nè. Cái xanh xuông này dễ thương lắm. Mấy chị ơi, mua chắc chắn giùm em rồi đừng có xả tới xả lui nha mấy chứ. Nguyễn Thu có đơn chứ chị? Rồi Nguyễn Thu có đơn, chốt Nguyễn Thu ok nha. Chị Ngọc Tố ok, chị Mai Trinh ok nha. Mạng bị cái gì mấy chị ơi. Hương Giang 89k nha Hương Giang ơi. Bầu bì mặc mấy cái đầm của em vô tư. Cái này là một cái đầm sơ mi nha. Phối với tay sơ mi, đầm phom to nha. Mấy cái form này 65kg bằng vô tư hết chị ơi. 65-70kg, nhiều khi 70kg mà cao cũng bông trang được luôn. Ai lấy thì comment giùm em là nâu đi ha. Nâu trắng, trắng nâu. Váy canh mặt em mặc được không? Váy canh mặt thì có bầu nhỏ bằng được nha. Váy canh mặt là có bầu nhỏ. Có bầu nhỏ bằng được nha bạn Hương Giang. Váy canh mặt là 160k, giải là giải von nha. Váy bi, váy bi dễ von. Rồi ai lấy cái đầm này comment. Đầm này đầm len, tay là tay sơ mi nha. Comment giùm em là nâu đi, trắng. Trắng nâu, trắng nâu. Minh Phương sọc. Sọc, ủa sọc. Sọc còn không chị? Sọc còn cái em mặc đúng không Ngọc? Rồi nghe thấy Minh Phương nha, chốt cho anh Minh Phương một cái sọc em đang mặc là hết nha. Minh Phương hỏi rồi như chưa có gì cả. Minh Phương có số điện có đơn chưa? Chưa có đơn, mua giùm em hai cái nha. Xanh chữ.
ai lấy thì comment giùm em xanh chữ. Xanh chữ này nhỏ hơn 52kg, 52kg chữ xuống mặt đẹp cái xanh chữ nha. Xanh chữ, xanh chữ thì 52kg thôi nha. Em đọc kèm số ký mấy chị ráng nghe rõ để mất công mua về mà không vừa. Xanh chữ, xanh chữ này 54kg chữ xuống mặt đẹp nha. Phương Giang lại không thấy gì nữa không? Ai chị? Xanh chữ nè, xanh chữ có bạn Khởi Trần Khởi nè. Rồi cái đen đá này thì cũng khoảng 60kg, 58kg bằng đẹp cái đen đá nha. Ai lấy đá mà còn khoảng 55-58kg thì lụm nha. 55-58kg thì lụm. Minh Phương một cái nâu nè. Nâu này là Minh Phương này chị. Minh Phương có đơn rồi đúng không chị? Một cái nữa là hai cái đủ đơn. Rồi Minh Phương có số điện thoại luôn ha. Mấy chế nào chủ động cho em số điện, cho em địa chỉ đi, có cái điện thoại rồi thì cho em địa chỉ đi ha. Rồi đen đá này có khoảng 58kg, 60kg. Ôm thì 65kg bằng ôm cũng được, cũng đẹp luôn. Len lên nó coi giãn lắm. Chốt cho Minh Phương một cái nâu nha. Đen đá len lên nó coi giãn lắm nha mấy chị. Để em cái đen đó luôn. Tạ Bích Thuyền, Tạ Bích Thuyền một cặp luôn phải không? Hồi nãy là đỏ rồi. Đá này đẹp lắm nha mấy chị. Đúng không? Để nó đi cho chị Thúy Linh còn đen đá không? Em kiếm ra. Chị Thúy Linh nó còn đen chưa chốt rồi. Tạ Bích Thuyền kiếm ra còn. Hình như đen đá nữa, đen đá em hết rồi mấy chị ơi. Em còn mấy cái phôn đen xuông thôi. Đây là một cái đen ren nè, cái này thì nhỏ thôi, cái này 54kg trở xuống mặt đẹp nha. Đen ren nha. Mai Trinh xem lại cái đen em ơi, cái đen nào ta? Cái đen nào chị Mai Trinh? Rồi nha, đen ren nha, cái này có khoảng 54kg trở xuống mặt đẹp nè. Mai Trinh, đen đá có người lấy nè. Đen đá hết rồi chị ơi, chị Mai Trinh đen đá em hết luôn rồi. Em còn có mấy cái thấy thấy địa chỉ của Khởi Trần Khởi với Minh Phương này. Rồi rồi, chụp màn hình giùm em nha. Chụp rồi. Rồi em còn cái này 120.000 nè mấy chị ơi. Thật sự nó 120.000 bán nó quá rẻ rồi, chỗ khác chứ phải 300 mấy. Ý lộn, 200 mấy. Đây ha, 120k thôi. Bán cái này lỗ sạch ke luôn. Đây, đó là một chân váy nha. Cái chân váy này mấy chị mặc trong cái áo này nha. Cái này là một cái đầm này 70kg bông trang được luôn nha. Đó, mặt trong nó như thế này, bạn lè nó xè cái chân của mình như vậy ha. Nó có một cái hộp chân trâu đứng kèm luôn. Đây, nó có một cái sợi dây với cái hộp chân trâu. Cái hộp nhất tâm tiêu để kiếm cái hộp. Nó có cái hộp chân trâu đứng kèm luôn nha mấy chế. Để cái này lên trên đây. Ủa không phải. Thúy Linh hả? Đen đá chị đâu có đâu chị Thúy Linh. Hết rồi. Hết rồi chị ơi, đen đá chị hết trơn rồi. Để em coi còn mẫu gì sót. À đây nè, còn cái đỏ đá nè. Còn cái đỏ đá nha. Đỏ đá này 60 ngoài ký, trời ơi 60kg, 65kg bằng đẹp luôn nha mấy chị. Đỏ đá này 60kg, 60 ngoài ký bằng đẹp hết luôn nha ha. Đẹp nè. Chắc đẹp là 62kg đi, 62kg bằng chất đẹp luôn. Lấy thì comment giùm em là đỏ đá nè. Đỏ đá cũng còn có một cái duy nhất thôi. Đỏ đá nha, 89k. Đâu xuân xoay chị nói đắt hàng nãy giờ. Trời ơi, có đắt sao? Không có đắt, không miếng nào hết trơn. Không còn mấy. Chị gì chị Ngọc có còn mai mấy cái gì chị? Áo của chị ơi. Giờ mấy chị ơi, bấm chấm giùm em đi. Em sale còn cái mấy cái đen này em sale rẻ luôn cho mấy chị nè. Chị Nguyễn Thúy Linh lấy cái đỏ đá kìa. Rồi Thúy Linh phải... chắc nha chị Thúy Linh ơi. Chị Thúy Linh lấy cái đỏ đá nè, 89. Em giá này giùm em nha chị. Nè nha, của chị Nguyễn Thúy Linh cái đỏ đá này nha, tự giá tăng. Cái đỏ đó là cái bọc đỏ. Rồi, ủa cái đầm xanh sơ mi còn đây một cái nữa nè. Nãy ai lấy mà mới xả ra nè.
Rồi ai lấy cái này comment cho em là Samsung nha, Samsung nha ha. Samsung lên đen gì cái rồi ok, tạo bất huyền em lên đen liền nha mấy chị. Rồi Samsung nha, Samsung 89k, con này là Samsung. Còn có một cái Samsung một rồi nó lọt ở đâu ra nè, không có ai luôn. Dạ dạ. Chị mở hàng đầm đất. Ai đắt thì mở hàng giùm cho em đi. Đây là cái gì đây? Thôi cái này là cái đầm xòe. Cái đầm xòe này nè. Cái đầm xòe này có khoảng 55kg bằng đẹp nha. Đầm xòe 55kg bằng đẹp có cái nón luôn. Ở sau cổ có cái nón luôn nha. Lấy thì comment giùm em là xòe nha. Đầm xòe 55kg mặt đẹp mấy chị. Ai 55kg hả lấy? 55kg ai lượm cái đầm này? Từ từ em lên đen. Ủa cái sọc của em là khách lấy rồi không chị? Không. Có mà. Ừ đúng rồi. Dục cái lấy chỗ này. Minh Phương. Của Minh Phương em. Minh Phương sọc phơm rộng. Trời ơi mấy cái này theo cho mấy chị luôn đi. Lượm luôn đi. Ủa hồi nãy em nói rồi mà 69k mà. Rồi mấy cái này là có khoảng 54kg nha. 54kg trở xuống bằng đẹp nha. 69k. Ren ai lấy thì comment giùm em là ren 69 đi. Ren 69. Ren 69. Trời ơi cái chấm bi. Trời ơi chị Nguyễn Thu. Chấm bi này là đầm cực kỳ đẹp của em. Đầm xịn trong cái lô đầm xịn đó chị ơi. 120k. Còn cho 20k đó chị. Cái chấm bi đó đó chị. Rồi nha, cái đen, cái ren đen này xe cho mấy chị 69k nha. Ai lấy thì comment giùm em là ren 69 nha. Ren 69. Nè mấy chị thích cái chấm bi thì cho mấy chị coi chấm bi. Ủa cái này là cái áo. Từ từ em lai tới cái đầm. Áo này xe cho mấy chị nè. Trời ơi, cái chấm bi này. 55k nha. Ai lấy thì comment giùm em là bi 55 đi. Bi 55 này là áo nha. Bi 55. Cái bi 55 này là áo chứ không phải là đầm. Mấy giờ chị Ngọc? 9 giờ thôi. Đây, chấm bi. Còn ăn xem thì cho xin một chấm nha mấy chị. Chấm bi này là trong cái lô đồ xịn nha. Đó, cầm giải thôi là đã biết xịn rồi ha. Nó là một cái đầm nha. Mặc chung với quần trắng á, em có đăng hình rồi, mặc chung cái quần trắng cũng được nha. Còn không mặc cái quần ngắn hay là cái form với quần. Giải von cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ mịn luôn, 120k nha. 120k. Trời ơi, cái này ở bên đây nè mấy chị nhìn kỹ đi. Thắt dây da luôn cho mấy chị luôn nha. Thắt bằng áo nhiêu ký vừa. Cái áo này hả? Áo này rộng mà Ngọc ha. Áo này có khoảng sau 58kg, 58kg 60kg. Nhích nhích chút xíu ai cao 62kg bằng được luôn nha mấy chị. Thích thì comment giùm em là bi nha. 120k nha mấy chế ơi. 120k nha. Em có màu đen nè. Minh Phương chấm bi kim thoa. Comment kỹ giùm em là màu đen nha. Màu này là màu đen nè. Màu em đang cầm là màu kem nè. Với màu xanh nha, xanh ngọc nha. Đó, màu xanh nè. 120.000, cực kỳ đẹp luôn ha. Kim Tho bi 120k nè. Chốt cho Kim Tho. Bi Kim Tho với Minh Phương ơi. Comment giùm em một màu đi chị ơi. Màu em đang cầm là màu kem nè. Màu kem, màu đen với màu xanh. Rồi đó, ai lấy màu gì comment màu đó đi. Mấy chị mua rồi mấy chị biết cái bi này phối với giống như là phối áo sơ mi vậy đó. Em chừa lên quá tới đây mà. Chấm bi màu be chốt cho Minh Phương nè. Đợi chút xíu nha. Cái này thử phải bận với cái quần trắng. Em không có quần trắng nha chị. Đi quăng quăng cho chị. 120.000 của Minh Phương phải không? Minh Phương màu be nè. Minh Phương có đơn cho chị? Có em, chứ cái áo em đang bận. À Minh Phương cái này với cái áo em đang bận phải không? 120.000. Cái áo đen, cái đen trước bao nhiêu ký vừa? Cái áo đen trước thì trang 55.000 hả? À cái áo đen bi đó là 60kg cũng vừa luôn ha. Thích ôm thì 60kg nha. Còn không thì 55kg trở xuống. Rồi bạn gì?
chị thử cái đó đi. Trời, cái đó sao Minh Phương, Kim Thoa lấy bi màu gì thì cho em kỹ màu nha Kim Thoa. Kim Thoa thấy số điện thoại nhưng mà em chưa có thấy được em cái màu kia. Còn cái kia nó hết rồi đúng không? Đúng rồi. Giờ em còn cái xanh nè, mấy cái đen nè, với cái be nè, còn đủ màu nha. Ba màu em hút hết trơn ba màu rồi. Rồi chị, okay. Kim Thoa xanh nè, cho con xanh. Cái màu đen ở ngoài nó sang hơn. Để em cho mấy chị con xanh. Mấy chị coi màu ở trên like nó nổi. Mấy chị coi màu ở trên like nó nổi chứ màu đen ở ngoài nó đẹp hơn. Đây màu xanh nha. Đó. Xanh nè. Ở bên đây nó có da nè, chưa cái này chưa có gài nút gài lại. Đó. Đây là màu xanh nè. Hòa Huỳnh hả? Đầm cô gái mặt đẹp lắm hả? Rồi cảm ơn chị Hòa Huỳnh, đầm len cô gái đúng không? Đầm len cô gái ở nào? Đầm len cô gái có cái hình đá cô gái ngoài trước nè. Trời đất ơi, size lớn hả? Trời đất ơi, hồi nãy giờ em like size toàn là 70kg không á chị thì Trang ơi. 70kg mà chị nói không có size lớn là em bó tay luôn á. Chị hắn nói chị Kim Thoa lấy cái đó chơi đi. Chị Kim Thoa ơi, lấy cái màu xanh này ok thì chốt giùm em là màu xanh nha. Em còn xanh đen với màu be, màu be, màu kem gì cũng được. Nhưng mà ở ngoài cái màu đen này sang lắm, để em dơ bọc cái màu đen cho mấy chị xem. Nãy giờ em lai toàn là 6-70kg không á chị ơi. Cái von bi nó làm chỗ cái cổ làm rất là đẹp. Đây là cái cổ nè. Rồi ai lấy thì comment giùm em là đen nha ha, bi đen đó, bi đen này. Cảm ơn nha Banalơi. Cảm ơn nha Banalơi nhận hàng rồi. Rồi bi đen nha mọi người, 120k nha. Kim Thoa nó có cái bèo em không lấy à? Cái bèo là cái nào? Cái bèo à? Cái bèo cổ á hả? Rồi mọi người cứ việc xem cái khác nha. Thật sự cái bi này đẹp quá. Chỗ ngoài mình bận lên. Để bữa nào em có màu quần màu trắng á, hôm nào em có quần màu trắng em thử chung với chị cho mấy chị dễ lên form, dễ thấy. Mặc chung với cái quần màu trắng nó sẽ đẹp hơn. Tại vì nó màu đen mà. Em giấu ở đây là để hôm nào em like nè. Rồi nha. Cái bay cái này sọc thì không thích. Ơ cái áo này hồi nãy nè. Trời, cái áo len này nó cùng cái loại len với cái của Hiền Trang hả? Đợi chị lấy cái quần trắng bận mới được cho Hiền Trang chứ bận cái đó hình không quần kỳ lắm. Cái len này là giống cái len của chị Ngọc Tố, cái loại của chị Ngọc Tố lấy nha chị Ngọc Tố. Cái len này đẹp lắm, cái áo này đẹp lắm nha. Ai lấy cái áo này thì comment giùm em là chị Ngọc Tố hỏi Mai có like không. Không, Mai không có like chị, em like 246. Em like ngày 246. Ở đâu còn đồ mà sai chị, cỡ chị đó hả? Chị Ngọc Tố hả? Chị Ngọc Tố còn mấy cái màu đen, không gì hôm qua mình like hết trơn rồi. Hôm qua em like mấy cái đầm bự hết trơn rồi. Bầu giờ không đâu ngủ đi, lên coi like nữa bầu. À mà cảm trời ơi. Mấy cái đen xẻ này á sale cho mấy chị 69.000 thì mấy chị lụm luôn đi nha ha. Đây nè, form body nha, form body nó là xẻ cao lên tới đây nè, mặc chung với cái quần thì nó lộ cái quần ra, cái quần trắng lộ ra chút sẽ đẹp hơn nha. Mặc chung với cái quần trắng ha. Sale cho mấy chị 69.000 đó, mấy cái ren này em sale 69.000 hết nha. Ai lấy ren xẻ áo mẹ nhỏ quá vậy. Áo xanh nữa coi. Camero sao không ngày nào cũng like chị. Không em ơi, Camero chị like cách ngày nha. Thì sao chị Ngọc chị nói gì chị Ngọc? Chị Ngọc Tố hả? Nó hỏi là áo nãy sao nhỏ quá vậy. À đúng rồi, cái áo đó phong nhỏ chị ơi, phong nhỏ hơn cái áo xám. Mấy cái áo phông to á, chị Ngọc Tố tắt like, chị Ngọc Tố coi lại khúc đầu like đi. Cái khúc đầu like đó em like toàn là áo phông bự bự không. Cái đầu like toàn là áo phông bự bự thôi. Em like cách ngày nha. Còn cái áo xanh sọc hồi nãy bán
bao nhiêu rồi chị Ngọc? Bằng giá luôn, 120 em. Đầu lai mà. Em còn áo xanh sọc này 120k. Thật sự cái xanh lá này đẹp lắm nha mấy chị. Ở ngoài nó dĩ nhiên nó sẽ em đẹp hơn công hình. Đó cho chị đó coi. Này hả? Mình chắc có đăng hình được không? Chua. Bữa sau đem cái này cho mẹ cho với chị Liên. Đây nè, mấy cái áo dễ mặc lắm nha. Mấy cái áo 89k này dễ mặc nha ha. 89k, áo này toàn bộ là chất len thôi nha mấy chị. Form này cũng không to luôn nha. 89k nó dễ mặc thôi. Cái này thì nó mỏng, cái len này thì nó mỏng. Còn mấy cái len mà em vô 120k là nó cực kỳ dày luôn nha ha. Thúy Linh ơi, còn cái nào không hả? Trời còn rất là nhiều nhưng mà giờ em không biết cái nào để em like nè. Tại vì em muốn soạn hàng, like em phải soạn hàng nó trước chị chứ không có cầm mà like được. Cái này là cái quần nó rộng. Chị Ngọc có thấy thứ năm hay gửi hàng em ơi. Dạ. Tại vì nhà chị Mai để nhận hàng. Trời ơi sao có cái quần ống rộng ở đây. Ai thích quần ống rộng này em sale luôn nha, 50.000 luôn nha. Ai thích quần ống rộng thì comment cho em quần rộng luôn. Quần này là thun nha, 50k luôn. Không biết ở đâu ra quần này nha. Trời. Quần dài, ống rộng dài 50k nha. Dạ em phân áo len, phân rộng, phân nhỏ gì có hết trơn nha mấy chị. Coi like là sẽ thấy có hết, đầy đủ hết nha mấy chị. Chị chụp màn hình cái chị Ngọc có nói giùm em đi, bữa sau em coi. Áo phông rộng phông nhỏ gì em có hết. Mà bây giờ em ngưng like ở đây nha. Hôm nào em like tiếp nha. Ủa cái này, ở chợ cái này nè. Cái này còn một cái chị kia xả ra nè. Cái này là một cái đầm phông body nha. Nương Huỳnh hả? Rồi Nương Huỳnh một cái xả ra nè. Đầm này là đầm phông body nha. Chị đợi em lộn là mình phải chút xíu. Rồi ai lấy cái đầm này thì comment giùm em là body trắng đi. Không phải trắng đâu, ngoài nó màu kem đó. Ai có đơn rồi mới lấy nha. Nó là full body nha. Trời ơi 58kg bằng bao đẹp, 58kg trở xuống bằng được hết nha. Body, body màu kem 58kg trở xuống bằng được hết luôn. Mấy chị nào mua một cái nè, Nương Huỳnh không biết ai nè, mua một cái xả xả ra nè. Body dài nha. Nó là form dài, nó là phông dài qua gói luôn nha mấy chị ha. Bận lên tưởng cao mét 7. Bận vô là giống như cao mét 7 luôn. Phối thêm sợi dây nịt ngọc trai của em nữa. Nhìn y như mẫu chân dài. Mặc dù mình chân lùn á. Bận vô tưởng 1m7. Úp phải đi. Cái áo 120k. Cái áo 120k em mới đưa lên sọc cho chị xem lại. Áo này nè đúng không? Ừ. Đây, đó. Chị nhìn bài trái của nó nè. Ở dưới đây mấy cái hậu cảm mấy trời. Trời ơi, nhìn bài trái của nó nè. Trời ơi, chị Ngọc Tố ở đâu? Chị Ngọc Tố ở Úc đúng không? Ừ. Hốt mấy cái ngày, hốt mấy cái này chị Ngọc Tố ơi. Len nó mịn. Chamorro nó là của em giữ đơn nguyên xã nha chị. Mua mấy cái rồi, Chamorro mua mấy cái rồi. Chị muốn có một cái. Mua giùm 2 cái đi. Dạ đầm sắc nách hả chị Hằng Phương? Đầm sắc nách em còn à, để em nhớ coi. Không nhớ nữa. Ừ. Chị Ngọc Tố lấy mấy cái đó. Chị Ngọc Tố còn thêm không lấy cho chị xem. Ừ. Không không dám đâu chị Thúy Trần ơi. Cái chị lựa đồ đẹp làm chị bận vô đẹp chứ đừng nói vô mẫu dáng đẹp. Đây. Thổ cẩm nha ha. Em có hai màu. Ê, nha. Chị Thúy Linh nó lấy cái đó cho chị đi là lấy cái nào? Lấy cái đó cho chị đi là cái nào chị Nguyễn Thúy Linh? Mà vừa không em màu, màu kem hả? Màu kem này ôm nha, màu kem này là body nha ha. Ngọc Tố cái bi, chị Ngọc Tố cái bi là cái nào ta? Rồi cái này là thổ cẩm nha, ai lấy cái này comment giùm em thổ cẩm. Bỉ, chị ở bỉ. À chị Ngọc Tố ở bỉ. Áo len cổ cao 3 phân phân rộng không chị? Có Nguyễn Thu ơi, nhưng mà giờ không biết nó nằm ở đâu thôi, có hết em ơi. Áo len cổ lọ 3 phân nhiều lắm. Rồi chị Ngọc Tố lấy cái màu kia. Cái này là thổ cẩm màu kem. Còn cái này là màu xanh nha. Màu xanh thổ cẩm nè. Đẹp lắm. Hồi nãy chị Nguyễn Thúy Linh nói gì ta? Chị Nguyễn Thúy Linh hôm em màu kem á. Vô. Nhưng mà đều nó. Nó là body. Mấy chị bận thành form body hết cho em. Bao đẹp. Nó là form body.
rồi 120k. Em dẹp cái chồng 120k nha. 60kg bằng ôm lắm nha chị. Chị 120k Đức Minh ơi, mấy cái áo đầm á thì 89k, còn áo len này là áo len phom dày nên 120k nha ha. Phom rộng không chị? Không em. Dạ chị ơi, cái này phom rộng nha chị. Chị Ngọc Tố ơi, cái mà thổ cẩm á là phom rộng nha. Cái em đang cầm á, nó thổ cẩm á là nó phom rộng nha, 120k. Chứ cái hoa vàng xanh cũng mới. Áo đó phom nhỏ hay lớn kim thoa? Áo phom lớn. Mọi người ơi, áo 120k là áo phom lớn á. Cái màu đỏ thiêu hồi nãy em đang cầm thôi. Thiêu nè. Đỏ thiêu tay á. Cái áo mà mấy cái áo này là mấy cái áo phom to hết nha mấy chị. Cái áo thiêu tay này cũng đẹp á. Phom to hết mấy chị ơi, không có phom nhỏ đâu. Tại vì nó là loại dày á, dày này mình mặc mùa đông nên nó ít có ôm lắm, nó rộng rộng. Dạng nó rộng rộng dáng người chứ không mà khoảng 60 ngoài ký, 62 ký vẫn được hết cái này. Cái này còn nhỏ hơn cái em mới để xuống đúng không? Ừ, cái phom thiêu này thì nhỏ hơn. Cái bọc này nhớ để cái áo kia vô cho Minh Phương. Áo nào chị? Áo đầm. Đầm áo. Đầm đang bận. À. Dạ chị lấy cái thổ cẩm kem. Là chị chốt đi Ngọc Tốt, cái thổ cẩm này đẹp lắm á. 120k canh thêm. Em xin cái bọc không đó, nhỏ sáng gì đó. Cái thổ cẩm đó nó à đẹp. Vài bữa nữa em like mấy cái áo len rẻ cho mọi người. Vài bữa em like, đợi em like cái áo len rẻ cho. Ô cái áo này bị lỗi rồi, liền ra ngoài đi. Áo có đẹp chứ, bị lỗi rồi. Ôi cái áo này đẹp nè. Coi lại của chị mấy cái rồi, chị Ngọc Tố hình như là 3 cái 4 cái, 2 cái. Có 1 cái này. Một cái áo xám, một cái áo sọc, một cái đầm sọc. Chị coi 4 cái không chị? 5 cái. 5 cái. Chị Ngọc Tốt của chị 5 cái nha chị. Rồi cái áo này là phom to nha mấy chị ơi. 60kg, 58-60kg bằng đẹp nha. Trắng đen. Trắng đen. Ừ, 99k. 99k cái trắng đen này luôn á. 99k là không lời. Mấy chị biết cái áo này á, sỉ á, 115.000 là sỉ 100 cái mới có giá 115.000 đó mấy chị. Lấy sỉ 100 cái mới có giá 115.000 luôn á. Dạ chút xíu inbox cho em nha chị Ngọc Tố. Ai lấy này thì bây giờ trắng đen nha. Em có trắng đen nè, đỏ xám nè, nó trang vậy luôn á. Tại vì em lấy số lượng rất là nhiều. Thứ năm gửi hàng. Thứ năm gửi là thứ mấy chị nhận được rồi. Chị muốn thứ năm chị nhận đúng không? Con chỉ đi chơi không có nhiều hả? Rồi, ai lấy? Ai lấy còn lấy cái gì thì comment giùm em, còn không thì em up like ở đây nha. Em like cách ngày nha, 246 em like nha mọi người. Em like 246 nha. Nguyễn Thu hả? Côi đen không rộng. Áo hay đầm? Cái này lấy gì cho like cho ta? Ô cái này là ôm à. Để mình bận luôn. Cái đó em la rồi. Tiếp vô có thấy. Đợi em lên chị. Áo không rộng, áo chắc giờ em ngưng like mấy chị ơi. Rồi like luôn, cũng hay đặt thật tử. Like. Like ít người xem. Like ít người xem quá. Còn cái áo này không rộng nâu nè. Cái này là cái áo mặc chung với cái quần, thành dạng áo dấu quần. Cái đầm xè xè gì nè ha. Nâu nè. Trong... này 89.000, cái nó lộn 120.000. 89.000 lấy thì comment giùm em là nâu đen nha. Nâu 189.000. Nâu này là dạng mặc áo nha, ai thích ngắn thì tặng cái quần ở trong thành áo dấu quần. Chị Mai Trinh là tìm chị cái nữa đi. Dạ để em tìm. Trời ơi cái tím này dễ thương lắm, 89.000. Ở trên đây nó sẻ nha, lấy thì comment giùm em là tím nha. Tím 89k. Trên đây là khoét vai nha, form này là form suông. Cái đỏ xám 60kg, 47kg vừa không gái giá bao nhiêu? Cái đỏ xám là cái nào? À, cái đỏ xám này hả chị? 120.000 chị ơi. Gì lộn, 99.000. Đỏ xám 99.000 nha ha.
Chị Đàm em mặc hết rồi chị Hòa Huỳnh ơi, Đàm em mặc khách lấy rồi nha. Mickey, Mickey mất tiêu bộ đó luôn rồi chị, chăn mua không biết nó lạc ở đâu luôn rồi chị. Rồi ai lấy cái đầm tím này comment giùm em là đầm hồng tím nha. Đầm này nó xẻ một bên vai nha. Cái này 47kg bằng dừa nha, 47kg là cái chặt ký của em là bằng dừa nha. 47kg vừa á. Rồi Đức Minh một cái tím nè chị. Đức Minh có đơn cho chị Ngọc. Đức Minh mới nữa. Mới nữa hả? Hiền Trang 47kg hả? Cái đầm 47kg thì rộng nha. Đầm này 47kg thì rộng. Đức Minh em nhớ nãy có đơn rồi mà. Đức Minh ơi cho xin là Nguyễn gì Minh gì á, Nguyễn. Cho xin số điện thoại với địa chỉ nha. Xin số điện thoại với địa chỉ nha Đức Minh. Em còn màu tím nè. Với màu vàng nha. Màu vàng cũng rất là đẹp luôn á. 47kg không rộng lắm đâu Hiền Trang ơi. Cái nâu phơm công sở. Dạ đợi em cho chị xem lại liền chị. Đa. Cái màu vàng ha. Đây là cái màu vàng nè. Ủa cái nâu, cái nâu phơm công sở hả? Chị Ngọc Tố lấy cái nâu phơm công sở cho coi lại. Rồi nè, cái màu vàng xẻ vai nha, 89k. Ai lấy thì comment giùm em là vàng phơm suông nha. Nó là phơm suông nha chị. Phơm suông nên nó rộng rộng nha, chứ không có ôm được. Nó là cái màu xanh đó chị Ngọc ơi. Xanh củ sơ mi. Vàng nha. Đức Minh ơi, chọn một cái thì cho em liền số điện thoại. Cho số điện thoại trên like đi mấy chị, đừng cho địa chỉ thì ngày mai em điện cũng được. Đồ bộ hả? Đồ bộ bây giờ em không có còn 45k chị Trang mua ơi. Đây nè chị, đây là của chị Ngọc Tố nha, cái đầm phong suông sơ mi nè. Đầm này bạn đẹp lắm, cái tay nó dễ thương ha. Được cái là tay dễ thương. Cổ cũng rất là sự. Cái này là của chị Ngọc Tố. Bọc này đúng không chị? Bọc này mới nè, đây nè. Dạ. Dạ dạ tí nữa em chốt em bóc cho chị Ngọc Tố. Cái bạn Đức Minh gì em đang nói tí chị em bóc một kỹ. Dạ mấy chứ ơi, bóc liền cho em đi mấy chứ ơi. Rồi nha, đầm cái đầm body cho em này á, ai tướng đẹp đẹp thì quất nha ha. Vậy áo chị mặc bao nhiêu? Áo chị mặc hết rồi trăm lăm ơi. Áo chị mặc có khách lấy rồi chứ kịp cỡ ra. Cái nâu em mới cầm lên. Cái nâu này hả? Xích cho em đọc lộn. Đây là cái nâu nè đúng không? Cái nâu này là dạng đầm xòe nha. Đầm rất là ngắn nha. Nên mặc chung với cái quần ở trong nha mấy chị. Mặc chung với quần nha ha. Không thôi mặc chung với quần legging đi. Quần legging thì dễ thương lắm, ở dưới nó có một lớp tầng á, ở dưới nó có một cái xè tầng tầng nè. Cái nâu, nâu này 89k. Dạ. Dạ dạ chị Trang mua chọn đầm giùm em nha. Rồi nâu chị tắm. Nguyễn Thế Linh hỏi là chị Cao đầm sơ mi chị mặc ngắn không? 1m67 hả, cái đầm sơ mi hả? 1m67 thì bận. Em làm 1m6 á, chị cầm với em đây ha. Đầm chị lấy rồi á. Em là 1m6 chị canh giùm em đi chị Nguyễn Thúy Linh. Chị Ngọc Tố có lấy cái nâu đúng không? Ờ à, để coi chị Ngọc Tố có lấy cái nâu thì lấy cái nâu cho chị Ngọc Tố. Em cũng không biết chị Ngọc Tố có lấy cái nâu không. Còn vài cái đen à mấy chị lụm cho em cho hết luôn đi trời ơi. Mấy cái đen 69.000 nè. Đen ren là 69.000 á, nãy giờ em vô mấy cái nào mà đen ren là 69.000 hết nha mấy chị. Còn cái này là cái túi, hồi nãy giờ ai chưa lụm cái túi thì lụm cái túi đi nha ha. Lụm cái túi đi, ai có một cái thì vác cái túi đi. Sơ mi, cổ sơ mi nha. À cái đó là dạng như áo giấu quần á chị Ngọc Tố ơi. Bận vô nó trẻ trẻ. Để em vô cái áo 99k cho mấy chị. Nguyễn Thúy Linh. Chị Thúy Linh nói gì ta? Không thấy. Em chóng mặt quá mấy chị. Nè Thúy Linh nói cái sơ mi. Nè cho cái áo đỏ này nè. Trời ơi, số này đẹp quá vậy. Màu trắng, trắng đen không đẹp bằng cái này á. Không. Bà đã đeo bà bạn đi. 99.000 đúng không? Đức Minh lấy cái nâu nè, chốt cho Đức Minh nè chị. Là đủ đơn đó Đức Minh. Rồi Đức Minh đủ đơn, cho số điện thoại liền Đức Minh ơi.
89k chốt Đức Minh cái nâu nha. Còn cái này là đỏ xám, cái này là áo nha chị. To dạng lắm. 60kg bận vô tư nè, cá 60kg bận đẹp luôn. 60kg bận vừa thôi em. Thứ 6 em lay đồ gì hả? Dạ, thứ sáu em lay đầm đi chị ơi. Thứ sáu em lay đầm, em có lô đầm, để coi lô đầm gì ta. Lô đầm công chúa. Đây, thứ sáu em lay lô đầm công chúa. Big size mimi có màu đen rất là nhiều, big size màu đen nhiều lắm. Big size là thường thường màu đen thôi nha. Cảm ơn. Dạ, cái này không có thông tin. Chưa có hết bọc đựng hả chị? Còn bọc mà chưa có điều kiện. Có len không hả? Đỏ xám chốt cho Trâm Lâm nè. Trâm Lâm cho liền số điện thoại đi Trâm Lâm ơi. Trâm Lâm nha, 89k, ý lộn 99k cái đỏ xám này nha, đỏ xám là cái áo nha. Trâm Lâm cho em liền số điện thoại đi nha. Chị lấy đầm đen sơ mi coi lại hả? Đỏ xám là len, đúng rồi, len. Em lấy áo len đỏ chữ V nha, mèo Salem. Bạn Trâm Lâm ơi, Trâm Lâm có lấy thì lấy, còn không lấy chốt cho người sao lem nha. Trâm Lâm lấy thì cho địa chỉ với tốt, cho số điện thoại với 99k nha. Áo len này là chất đẹp nha mọi người. Mỗi khi em bán có 55.000, 65.000, bữa nay em bán hàng cao cấp nha, chứ không phải là em cơ giá đâu, mà hàng cao cấp em bán giá này. Vài bữa em quay lại em bán đồ lô khác giá 55k cho mấy chị chọn thoải mái. Rồi cái này hồi nãy là đỏ xám, còn này là trắng đen nè. Trắng đen này cũng rất là đẹp luôn á. Mèo Salem hả? Hủy hai cái 45k hả? Ủa hai cái 45k là cái nào đâu? Rồi thấy số điện thoại của bạn Trâm Lâm nha. Cái đỏ xám này để cho Trâm Lâm nè. Trâm Lâm comment trước rồi. Trâm Lâm 99k nha. Cái áo đó, áo đó 99k. Mèo Salem có lấy thì lấy cái trắng đen này. Mèo Salem chỉ còn trắng đen nha. Trắng đen cũng dễ thương, thấy mồ luôn. Trắng em lấy nè, big size mimi 99k nè. Chị Ngọc Tố hả? Dạ có len chị Ngọc Tố ơi, để em bữa đó em like kịp len thì em like kịp. Em like nha chị Ngọc Tố. Big size mimi. Big size mimi cho liền số điện thoại nha ha. Trắng big size mimi lấy nè. Còn một cái trắng nữa. Còn một cái trắng thôi, mèo Salem có lấy thì lụm cái này nha mèo Salem. Rồi ok, chốt cho mèo Salem nè. 99k mèo Salem. Để bữa đó em like kịp áo len thì em like tiếp áo len nha. Em còn mấy cái áo len, em còn mấy cái áo len kia để em sell cho mấy chị luôn ha. Trời ơi, em có cái xám thiêu nữa nè. Xám thiêu là 120 mấy chị ơi, chứ không có 99.000 được nha. Đây, cái áo thì nó đơn giản lắm mà cái tay nó đẹp nè. Thấy chưa? Đó. Cái tay nó đẹp nè. Để bữa đó em like kịp thì em like nha chị Ngọc Tốt. Cũng thích áo len lắm, em chuyên bán áo len. Em chỉ có áo len thì ngoài áo len em không có cái gì hết. Rồi nha, ai lấy sắm theo, sắm theo hoa thì comment vô đây là sắm hoa nha. Em có sắm hoa với đỏ hoa. Cái này gọn thôi, cái này có khoảng 56 57 kg trở xuống mặt đẹp. Xám hoa với đỏ hoa, vàng hoa nữa, có màu vàng hoa nữa. 120.000 mấy cái len này, em bán giá này mấy chị để tết chị mặc cũng được luôn. Đây là cái vàng hoa nha. Trời ơi nó thiêu nè. Ê sao cái mùi này khác khác rồi. Vậy thứ năm khoan hả gửi. Dạ rồi rồi chị, nếu mà chị rảnh chị coi like của em á, cứ dùng đơn ở đây không sao nha chị. Em khách quen của em cho dùng đơn hết nha. Lấy đầm sơ mi, chị Nguyễn Thúy Linh lấy đầm sơ mi hả? Đầm sơ mi bọc mẹ chị. Ừ, cái đen dưới này phải không? Ừ, đây là đầm sơ mi của chị Nguyễn Thúy Linh nè. Còn có một cái này luôn hả chị Ngọc? Ừ, không biết nó này hình như còn có cái đen nè, cái xanh bán rồi. Cái đầm sơ mi của chị Nguyễn Thúy Linh nè ha, cho chị Nguyễn Thúy Linh coi nè. Em thích cái đầm sơ mi này dữ lắm. Đây đó, mấy chị sợ ngắn rồi, em 1m6 đó, chị 1m mấy thì chị canh giùm em nha. Em bận tới đầu gói nè đó nha, tới đầu gói, em bận tới đầu gói nha chị Nguyễn Thúy Linh.
Bên đó chị vô mùa lạnh hả? Vô mùa lạnh chị hút mấy cái áo len dày bên em đi chị. Trời ơi, ở đâu mà ở đây. Em dời cái lô len dày này tại vì năm ngoái á. Năm ngoái em mua mấy cái len này có 280 lận. 280 em bận lận mà giờ em bán có 120 ngàn. Em bán có 120 ngàn, mấy chỗ khác đang bán với giá, mấy chỗ khác vẫn đang bán với giá 220, 280 luôn á mấy chị. Trời ơi, con ong này là phơm nhỏ nha, ngoài sau lưng con ong nè. Ê, nãy cái bông cái nào lấy? Bông nè. Cái bông chưa? Ờ, hết rồi. Bông hết rồi. Con ong này là phơm nhỏ nha mấy chị. Con ong này có khoảng 52kg trở xuống mặt đẹp. 54 nhất nhất thì 54 cũng được. Cao cao chút 54-55kg bận cũng được. Con ong này dễ thương lắm. Con ong này lên hình nhìn đẹp ở ngoài. Đầm đen sơ mi nhiêu ký mặt dừa? Đầm đen sơ mi hết rồi chị ơi. Đầm đen sơ mi hết rồi chị Hà Huỳnh ơi. Chị ấy em đọc. À, ngắn rồi hả? Xả ra rồi, rồi để em xả ra. Để em xả ra cho chị. Ai lấy con ong comment giùm em là con ong nha. Cái đầm đen sơ mi này để em canh coi nhiêu ký bằng dừa nha. Em xả em đuối quá. Mấy chị ơi, chắc chắn lấy cái nào lấy giùm em đi. Chị hôm nay rồi em xả em mệt lắm luôn á. Nói chuyện khô nước miếng quá. Rồi chị Hằng Phương lấy đúng không? Rồi chốt cho chị Hằng Phương nha ha. Đẹp như chết luôn. Nè chị Hằng Phương. Ủa chị Hằng Phương lấy cái áo của em luôn đúng không? Minh Phương. Rồi em chốt cho chị Hằng Phương nha. Hằng Phương có số điện thoại rồi đúng không chị? Chị Hòa Huỳnh ơi em hết rồi chị Hòa Huỳnh ơi. Ủa? Ủa? Nè em Hằng Phương là cái này. Rồi nè chị Hằng Phương đủ đơn nha. Nè chị Hằng Phương nè. Chị Hằng Phương đủ đơn nha. Đây cái phơm này là to hơn tí nè. Phơm này có khoảng cho 62kg đi. 58, 60, 62kg là bận vừa cái này nha. Comment giùm em là đen theo đi. Đen theo, tất cả nó là theo thiêu hoa với con chim. Trời, chị Hòa nói gì ta? Cái nãy em đưa lên đó, chị kia bá canh bá lấy rồi. Chị kia, chị Hằng Phương hốt trước rồi chị Hòa Huỳnh ơi. Đen theo. Đen theo này là phơm có khoảng 62kg nha ha. Rồi cái này là cái xám nè, phơm này là phơm to nè. Phơm này là 62kg nè, 62kg luôn nha mấy chị. Sọc xám nè, ai thích thì comment giùm em là xám đỏ đi. Xám đỏ 120k. Cái cháo len nè 120k, mấy chị về mấy chị nhận hàng mà mấy chị chê á, mấy chị trả lại đi. Shop khác nó vẫn đang bán với giá 180 á mấy chị. Có cái này là cái cổ á, đúng rồi, hồi nãy có cái bạn nào hỏi cái cổ 3 phân nè. Hồi nãy ai có cái hỏi cái cổ lọ. Cổ lọ mà cái phân to nữa thì hốt cái này nha. Nó là phân to. Bên đây là đính cái mạc nha. Cổ lọ. Cổ lọ phân to luôn. Trời ơi, cái này chắc 65kg. 65kg vô vô tư luôn nha mấy chị. Cổ lọ thì mình thích tới đâu mình bẻ cái cổ tới đó thôi. Cổ lọ phối với màu vàng nha. Có len cổ tim. Có nhưng mà giờ không biết nằm ở đâu á chị Lên Trần Phương ơi, nhiều quá. Nãy giờ em có like ngang cổ tim rồi. Nãy giờ em có like ngang cổ tim rất là nhiều rồi chị. Ai lấy cái này comment giùm em là xám nha, xám lọ nha. Xám lọ. Có ba cái con chuột này, hốt con chuột này luôn đi. 120 ngàn là cũng quá rẻ rồi. Rồi ai chưa có cho em địa chỉ á thì inbox địa chỉ cho em đi nha. Trời ơi cái này là phơm to nha, 65-70kg cũng được luôn nha. Phơm to nha, 65-70kg. Ai lấy thì comment giùm em là chuột trắng đi. Em có chuột trắng với chuột đen. Chuột trắng với chuột đen nha, 120k nha mấy chế. Trời ơi cái này cái chất len em bao đẹp cho mấy chị. Đen nhiêu em kìa? Đen nào ta? Chị nào có hỏi. Cái màu xám á chị ơi, cái màu xám cổ lọ đó. Cái màu xám cổ lọ đó là 120k á chị. Màu xám đó là phơm to ha. Rồi con chuột này là cũng phải là phơm to luôn nè. Màu đen này chị Hợp có không? À đen thêu đúng không? Đen thêu là 120k á chị. Đen thêu là 120k. Con chuột này cũng đẹp lắm nha. Con chuột này dễ len, không có dày.
con chuột này giải len không có giày nha. Riêng cái hàng riêng ba cái con chuột này giải len không có giày. Dạ cái áo đen con ong hả? Áo đen con ong 120.000 chị ơi. Áo đen con ong 120.000. Áo đen con ong 120.000 nè, cái áo đen theo con chim trước ngực đó cũng 120.000 luôn. Chuột trắng chốt cái gì Ngọc Tố đi. Bao nhiêu? Chuột trắng nó là 120.000, chuột này là giải len không có giày nhưng mà nó đẹp. Chuột trắng với chuột đen, còn cái này thì có kim tuyến nha mấy chị. Đây là cổ lọ nè. Cái này bằng giống như là phom dấu quần vậy nha. Ủa, Ngọc thôi kim tuyến nó chứ vậy thật. Chị lấy đen con ong luôn kìa. Rồi đen con ong chốt cho chị luôn. Cái đen con ong nó đẹp lắm á. Ơ, con ong em không có một đen. Em là đang thêu này á chị ơi, chứ không có con ong đâu. Chị, con ong là màu nâu á chị. Đây là con ong màu nâu nha. Còn đây là con chim màu đen nè. Chị Ngọc Tốt comment gõ giúp em nha. Còn anh xem cho xin một chấm đi mấy chế ơi. Con ong thì con ong em có màu nâu thôi. Còn cái con chim thêu mà trước thì em có màu đen thêu cành hoa hồng á. Rồi ai lấy cái này comment giùm em là đen tuyết đi, nó có bông tuyết nha. Nó có kim sa, kim tuyến gì chiếu lấp lánh nè ha. Đen bông tuyết nha. Em không biết chị Ngọc có lấy cái hình con ong màu đen ta. Còn anh xem cho xin một chấm đi mấy chị. Mấy chị ơi, chị thấy em hỏi chị còn không? Chị trả lời chắc còn á. Con ong thì màu nâu. Cho em xin một chấm đi mấy chị. Xin một chấm đi. Ừ, rồi nè chị, đen này có một cái luôn. Đen này là con ong. Comment ở lấy đen nè. Cho em xin chấm đi mấy chị ơi. Để em dơ con chuột đen này nha. Tại vì mấy cái này là phong to. Như là 120.000. Rất là đẹp. Cái chất len này rất là đẹp luôn. Con chuột á, con chuột trắng đẹp nè. Con chuột đen nó cũng đẹp luôn. Quá đẹp rồi. Thêu nha mọi người. Con chuột là thêu nha. Dạ, dạ chị. Nguyễn Thí Linh hả? Cái đầm nào vừa với chị hả? Em hết đầm rồi chị Thí Linh ơi. Em còn đầm tím á. Em còn cái đầm màu tím á, là màu vàng nè. Với cái đầm xè. Cái đầm này là cái đầm xè nha. Cái đầm này là cái đầm xè. Trắng đen là cái đầm xè. Với cái đầm da cá. Chị Đức Minh hả? Nó thấy cái đầm xè là nha mọi người. Chị Tiết Minh hỏi gì chị? Em chưa thấy comment chị Tiết Minh. Áo khoác nữ không mà chị? Em không có khoác đồ nam. Đây là cái áo body nè, áo len body nè. Cái này có khoảng 52-54kg trên xuống mặt đẹp nha. Lấy thì comment giùm em đen ren đi. Em còn sót một cái nào ai comment em không nhớ nữa. Mặc vô thì nó thấy như ren như thế này nè mấy chị ha. Chuột đen mặc thử hả? Chuột đen rất là rộng nha em. Chuột đen đó là phong rộng nha. Để chị dơ lên cho em xem thử. Ở phía trước của nó mai nó nối vô một lớp da đó. Chị lấy mấy cái đầm ren 69k em sale thì em đợi em dơ lên cho chị nha. Đây là con chuột nè ha, chuột đen nè. Cái form này là 6 là chợ 70kg mấy chị vô cũng được luôn á. Ở đây là da nha, ở đây bằng da nha. Đẹp lắm. Không phải con chuột này giải ngắn đâu mà tại vì em bận ở trong cái đầm sọc nên mấy chị nhìn thấy cái này là nó giải ngắn chứ thật sự nó không ngắn đâu nha. Bận chung với quần lét jean đi cho nó đẹp mấy chị. Rồi mặc thử cái vậy thằng. Ơ, con chuột đâu rồi? Rồi em đang cầm à. Cái lì chung thì em nhớ. Đây là con bướm. Còn dạ áo khoác nữ Đức Minh ơi. Rồi cái này con bướm nha. Sale cho mấy chị cái này nhiêu trời. Cái này em sale luôn còn con cái hả? Giờ ai nhanh tay lấy con bướm này 99k nha. Con bướm 99k ha. Cái cuối cùng em sale luôn nha. Chị có con cái hả? Vậy em giữ đơn của chị Thí Linh em giữ đơn lại đỡ đi. Mọi người đừng có xả ra nữa nha. Cái này em sale 99.000 nha. Rồi cái này là len nha. Xong cái này nữa em ọp nha. Cái cuối cùng 99k. Nhanh tay thì hốt cái này đi. Cái này là firmer. Phong rộng á, cái này có khoảng 65kg bận được luôn nha. Con bướm, lấy thì comment giùm em là bướm 99 nha.
cái tay nó gì rất là đẹp nè, cái tay nó phối sập hu xì á. Chị đếm cho em, chị Ngọc có mấy cái chị? Nãy giờ em mấy cái nữa em không nhớ luôn. 499 rồi xong nha, xong like đẹp mập like nha mấy chị. Ai có một cái thì giữ đơn thì em bóc địa chỉ cho em giữ đơn nha ha, còn không em mập like ở đây nha mấy chị. 7 cái rồi chị Ngọc tốt của chị 7 cái nha chị, con bướm 99k ha, chị Ngọc tốt của chị 7 cái nha, vậy mập like ở đây nha mấy chị, nào mà có một cái bữa sau mà mua đầm ren đầm công chúa. Cái lô của em rất là nhiều đầm len, đầm ren, đầm công chúa thì bữa sau like vô coi nha. Em like kịp thì em like luôn vài cái áo len lẻ ha. Rồi dạy mọp ở đây nha, chào mấy chế. Dạ dạ ok chị Nguyễn Thế Linh ơi. Em giữ trong một tuần nha, em giữ trong một tuần nha mấy chị. Chào mấy chị nha.